chứ sao. Ừ, cho mọi người miễn phí cho tôi chơi chứ. À, tao không biết, tao có tiền thì tao đi chơi được. Đi chơi cuộc vàng như thế này. Mẹ mèo mà từ khẩu quanh năm chắc khá đi chơi. Giờ héo làm gì? Hello, hello các chị. Trời ơi, hôm nay đồ bộ về mấy chị ơi, đẹp cũng khủng. Phải đẹp lắm mà rẻ lắm luôn mấy chị. Em ôm được lô này là 500 bộ nha mấy chị yêu ơi. Ghim chị cái máy quạt ấy. Quên. Em ôm lô này gần được 500 bộ với mấy chị, toàn là tay phối ghen thôi. Giải rất là đẹp luôn. Em chào các chị. Lô này là em có size 5 là nhiều nhất, size 70kg là nhiều. Quần vẫn hai túi nha mấy chị nè. Đồ này giá 120.000 một bộ. Nhưng mà em ôm được cái lô này là lô đầu sale nên em sẽ sale cho các chị 150 hai bộ. Quá xuất sắc luôn, toàn là mẫu nào cũng tay phối ren, nó nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu và nhiều bông cực kỳ. Ở đây em có size 2, size 3, size 4 và size 5. Nhưng mà size 5 là em nhiều nhất, size 2 là size 3 em mất lắm. Là size 4 khoảng 2 vai mất lắm nha mấy chị. Bọn em đang mặc chốt giùm em mã này là mã xanh chuối nha. Rồi 150 hai bộ. Nha, 150 hai bộ. Nói chung là nó nhiều mẫu vậy đó, nhiều mẫu, nhiều bông mà toàn là phối tay ren thôi. Tay ren hoa rồi tay ren bi rồi tùm lum hết trơn, rất là đẹp nha. À rồi, em cảm ơn chị Phương Ly nha chị. Cậu bà ba đẹp quá hả? Em cảm ơn chị nha. Bà ba bên em là rẻ và đẹp nữa, em còn bà ba em cũng còn đó chị. Ba em còn ở đây 5-6 là nhiều. Rồi chốt giùm em bộ em đang mặc nè, 150 hai bộ vải solen nhung cực kỳ đẹp. Em đang mặc là size 2 áo hơi rộng chút nha mấy chị nha. Size này em có 2, 3, 4, 5, nó nhiều bông lắm. Cái này em phải dơ lên từng bộ á mấy chị mới dòm được ha. Phải dơ lên từng bộ mấy chị mới dòm được chứ còn là mặc vô không mặc được tại vì nó rất là nhiều bông. Như bộ em đang mặc có size số 3 nè. Chốt em xanh chuối nè, em có 2, có 3 nè, có 4, có 5. Bộ em đang mặc 2, 3, 4, 5, 75.000 một bộ. Giải rất là đẹp luôn. Đẹp hơn cái AP hàng em bán rất là nhiều ha, phải xô lên nhung. Dạ em cảm ơn chị Bích Hà. Rồi bây giờ là em bán lại luôn rồi đó nha mấy chị. Em đang mặc là xanh lá size 2, 3, 4, 5. Cái này nó rất là nhiều bông. Ở đây nó chắc khoảng có 100 bông á nha. Bộ em mặc số 4 chốt chị Thiên Hạo à. Em đang mặc là xanh chuối nha mấy chị. Đẹp lắm, 75.000. 75.000 một bộ mấy chị, giải cực kỳ đẹp nha. Có size, bộ em đang mặc là xanh chuối, có size 2, 3, 4, 5. Trời ơi, giải mà mấy chị nhận không đẹp không lấy tiền, toàn là những mẫu có tay bi như vậy thôi. Những mẫu có tay bi thôi ha. 2, 3, 4, 5 chốt đơn giùm em. Em lên size 4 trước, size 4 em ít lắm, size 4 em chỉ có 4 mấy bộ thôi. Rồi chốt giùm em bộ này là bộ màu cam. Bộ này chốt em cam. À dạ ok, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Loan. Bộ này chốt em là cam 4 nha. Cam này em có số 4 nè, 60 nó 65kg. Cam này em có 4 và 5, 75.000 một bộ. Giải rất là đẹp, khỏi đi mai. Giải đẹp và phơm đẹp lắm luôn. Chốt chị em mã này mã cam. Mã cam ha, cam này là một cam này giống mẫu em đang mặc. Chốt chị em. Tay lưới đẹp lắm. Chốt em là cam 4, cam 5, giao hàng siêu tốc hả? Cảm ơn chị. Rồi cam 4 và cam 5 giùm em ha. Cam 4 và cam 5. Dạ con chào cô ạ. 75.000 bộ em đang mặc cực kỳ đẹp luôn. Cam 4 và 5. Cam này nó cam nhạt á, giống như cam cà rốt vậy đó chứ. Bộ sọc xanh. Trời ơi đẹp lắm. Không có 80kg. Dạ em cảm ơn chị Hà, đồ này chiếc này đẹp lắm chị. Trời ơi chốt giùm em sọc xanh. Sọc xanh này là mẫu khác nữa nè. Sọc xanh này em có size 4 nè. Size 5 mình có sọc này không ta? Sọc xanh này em có size 4 hai bộ. Rất là đẹp luôn. Chốt đơn giùm em sọc xanh 75.000 bộ nha. Sọc xanh này 75.000 bộ giùm em. Em có size 2, 3, 4, 5 tùy bông. Sọc xanh chốt đơn giùm em size 4, 65kg đậu về. Em lên size 4 cho mấy chị lựa nè. Có size 3 luôn, size 3 được 20 bộ rồi, không tới nữa.
rồi ta 75.000 cái tay nọ, cái rang này không là đủ tiền luôn rồi mấy chị, thiệt rang nó rất là mắc, nó mềm lắm. Số 4 em có chắc cả ba mấy bộ. Trời ơi, chốt giùm em đỏ nè, toàn là tay ghen hết, chút xíu em lên áo phát xả cho mấy chị nha. Rồi chốt giùm em là đỏ, đỏ này em có size 2, size 3, size 4 và size 5, chốt giùm em mã đỏ. Mã đỏ chốt đơn giùm em 75.000 một bộ, đẹp lắm, giải cực kỳ đẹp luôn, hàng này hàng sale mấy chị. Chứ nếu mà giá nghiêm ra sỉ nó là khoảng 72 rồi, nếu mà giá nghiêm sỉ bảy mấy rồi. Chốt đơn giùm em mã đen đỏ nha, đen đỏ này cổ nó cổ xéo qua bên nè, đẹp lắm, size 234, 75.000 giúp em ha. Dạ không có số 6 rồi chị. Đỏ 5 em chốt Trần Tuyết Nhi. Em có tới số 5 rồi chứ đẹp ơi, em không có số 6. Đỏ 5 em chốt Trần Tuyết Nhi 75.000. Đẹp lắm chứ, giải mặt đã luôn, có 75.000 sướng. Mấy cái này nó không có may số lớn rồi chị, may toàn số nhỏ không. Bộ sọc đen này size 5 giùm em nè, sọc này size 5. Trời ơi quá trời đẹp luôn, 75.000, vải xô len nhung nha, mẫu giống em đang mặc luôn. Chốt giùm em bả mã này, mã sọc tím đi, sọc tím số 5, 75.000 một bộ. Giải mà các chị nhận không đẹp bơm hàng em. Ok, rồi chốt giùm em là sọc tím số 5, sọc tím số 5, 67-68kg, 70kg. Em mới lên hả chị, em mới like hả chị Nguyễn Thị Mỹ Lan ơi. Sọc tím số 5 em chốt chị Nhung Lâm. Sọc tím này em chỉ có được 2 bộ thôi, 75.000 bộ, đẹp lắm, giải rất là ok luôn. Chốt giùm em sọc tím đi mấy chị, sọc tím số 5, 70kg đổ về. Chốt giùm em bộ này là bộ da, trời ơi 75.000 mấy chế ơi, giải đẹp dữ lắm, hàng sale quá. Chốt giùm em bộ da size 5 nè, má ơi luôn, bộ da này không biết có size, bộ da này em có size 4 một bộ luôn, da 4 và da 5, vải rất là đẹp thật sự luôn, phải nói là chỗ này bán hàng rẻ cực kỳ nha, da 4 và da 5. Đang mặc số 4 chốt Bảo Ngọc, đang mặc là xanh chuối, đang mặc số 4 chốt Bảo Ngọc. Rồi đang mặc em chốt Bảo Ngọc. Sọc tím số 5 em chốt chị Ngọc Yến Quỳnh, 75.000 một bộ mấy chị, dạ đẹp lắm. Chốt bộ nâu đó giùm em đi mấy chị, chốt bộ da này cũng được nè, 75.000, dạ đẹp lắm. Da nè, đẹp lắm. Da 5 chốt chị Ngọc Yến Quỳnh. Cái này em có số 5 nhiều ha, số 3, số 2 mất lắm. Dạ em không có số 6 rồi chị, bữa nay không có lên áo bà ba quá. Chốt giùm em da, tại vì cái này đó nó không có sao, nó không có may nè chị, nó không may size to. Trời ơi chốt em bộ sơn thủy này đi. Trời ơi bộ sơn thủy này đẹp quá, coi chị có số 4 không. Trời trời xuất sắc bộ sơn thủy này luôn mấy chế. Trời ơi là trời, lụm bộ sơn thủy này giùm em số 5. Hả? Số 5 nè, hai bộ sơn thủy số 5, 75.000. Trời ơi xuất sắc luôn, bao mấy chị luôn, giải mà không đẹp bán để đời luôn. Đã bán là để mấy chị nhớ em hoài luôn, em nói thiệt. Bộ sơn thủy chốt em số 5 nè, mà cái lưới này nó rất là mềm luôn, giặt mới giặt vô tư ha. Rồi chốt em sơn thủy 5 đi chị Nhung Lâm đi, sơn thủy đẹp quá, em còn bộ nữa hết luôn, số 5 nè. Rồi số 5 sơn thủy con chốt cô Lợi là con hết luôn nè, hết sơn thủy rồi nha mấy chị, hết sơn thủy 5 rồi, em lên số 5 trước. Đẹp lắm, nó nhiều kiểu nè và nó rất là nhiều bông. Có cỏ sơn thủy 5 em hết rồi chị Thanh ơi. Rồi chốt chị em mã riêu. Mã riêu này cổ xéo bên vậy nè, em mặc cho mấy chị coi. Vải đẹp lắm, không mua là tiếc lứa lắm, em nói thật. Nè, cái mã này là cái cổ nó xéo bên vậy nè nha. Chốt em riêu 5. Sơn thủy em hết rồi. Số 5 65 đến 70kg. Chốt em riêu 5 em có được 3 bộ nè. Riêu 5, 70kg. Cái vải nó đẹp lắm mấy chị, mấy cô em nói thiệt luôn. Cho mấy chị kiểm tra hàng, vải không đẹp. 75.000 bỏ ra mua bộ đồ này quá mắc bơm em. Không hề buồn, không hề giận, không hề chửi mấy chị tiếng nào luôn, nói thật sự. Chốt đơn giùm em
Riêu 5 cho chị Nhung 5. Riêu 5 em có được 3 bộ, chị nào lấy chốt em nha. Riêu 5 nha mấy chị. Riêu 5 chốt chị Thanh Thị Lê. Em lên số 5 trước cho chị to to trước. Riêu 5 cho Ngọc Yến Quỳnh là em hết riêu 5 luôn. Riêu 5, riêu 5 còn kia chị kia em. Ừ, phải không? Nó đó. Riêu 5 cho chị Ngọc Yến Quỳnh. Dạ không chị? Riêu 5 cho Mùi Lê. Dạ, số 5 của con á cô ơi là từ 65 đến 70kg, 70kg cao xíu nha. Còn con đang mặc là có 48kg thôi. Con có 48kg à. Đây chốt giùm em mã này là mã hồng. Đen hồng nha. Đẹp lắm, chỗ có ghen nó mới mắc đó chế. Cái tay ghen là nó mắc lắm đó phải chế ơi. Nè, đen hồng giùm em. Đen hồng này em có size 5 70kg đảo lại, 70kg cao xíu giùm em. Đen hồng em đang mặc, coi đen hồng nè, coi đen hồng giùm chị nè. Đen hồng 75.000 bộ giải solen nhung nha. Cầm lên là bộ đồ nó mút ruột, rất là đẹp luôn. Quần hai túi đàng hoàng. Cái này dưới size 5 là. Chốt giùm em đen hồng size 5. Đen hồng. Đen hồng cho chị 55kg cho con có chiều cao đi cô nha. Cô 7 ơi. Rồi. Đen hồng size 5 em có. Đen hồng size 5 nè, chốt. Đen hồng size 5 cho chị Ngọc Yến Quỳnh nè, quá trời đẹp luôn. Lộ mua đi rồi mai mốt lên khen em nha. Nghe em bán giải xô lên nhung là vô mua ha, cho mấy chị biết cái mặt giải luôn, rất là đẹp. Em có size 3, size 4 đó nha mấy chị. Rồi lên cho chị bộ đồ màu à, màu này đi. Ừ, bộ đó đó nè. Trời ơi, chốt giùm em bộ nâu tím thì đi mấy chế, quá trời đẹp. Trời ơi là trời, có 75.000. Dạ cô mặc size 6, ố cái lộn size 3 đó cô. Rồi chốt đơn giùm em. Chốt giùm em mã này là mã nâu. Nâu 5 nha. Nâu này nâu 5. Muốn lên số 4 thì em lên số 4 nha mấy chị. Nâu 5 chốt đơn giùm em. Bộ con đang mặc là xanh chuối có 2, có 3. Có 2, có 3, có 5, số 4 hết rồi. Nâu 5 nè. Đưa chị bộ hồng đó. Bộ hồng số 4. Nâu 5 đi chị Nhung Lâm và chị Thanh Thị Lê. Trời ơi, bộ màu hồng này xây 4 giúp em đi các chị. Bộ màu hồng này em có 4 nè, mình có 5 không? Có 5 luôn. Trời ơi, bộ hồng này có 2 luôn. Lấy chị bộ hồng đi Yên Yên. Lấy chị bộ hồng đi. Xây 3 xíu em lên đi chị Lâm Hồng Ngọc nha. Xây 3 em chỉ có 20 bộ nè. Có nâu 3 không? Mình có nâu 3, mình có nâu 3 kìa. Nè, không phải, không phải. Số 3 lấy em lên sau nha. Trời ơi, bộ hồng này em thử bộ hồng đi. Bộ chuối em đang mặc có 2, có 3. Hồng 4 là chị Thiên Hạo. Bộ chuối em đang mặc có 2, có 3. Bộ chuối em đang mặc có 2, có 3 nha. Trời ơi, bộ hồng này đẹp quá trời luôn. Cái giải xuất sắc luôn. Chuối 3 em chốt chị Lâm Hồng Ngọc 75.000 bộ mới chứ. Số 3 em chỉ có 20 bộ thôi. Tại cái này em lên ít lắm. Mấy chị có thể chọn số 4 về, mấy chị sửa lại chút xíu là được. Chốt giùm em hồng nè. Hồng này em có 2, 4, 5, 6. Bộ 2, 4, 5 chứ. Trời ơi, 75.000 giải không đẹp, không lấy tiền mới chế yêu em luôn. Chốt giùm em hồng 4 nè, hồng 2. Mà xây 3 giùm em đi chế, hồng 5 cho Thanh Thị Lê. Hồng 5 trên đầu trên kia kìa. Rồi. Mà xây A, mặc xây 4 thì chị Tiết Huệ 62 kiếm đến 6 mặc số 4 đi. Rồi chốt em hồng. Hồng này có 4, có 5, có 6. Ờ, hồng này có 4, có 5. Và số 2 một bộ, hồng 4 bỏ vô chị nè. Số 3 đi, em lên số 3 cho mấy chị nha. Số 3 em rất là ít. Số 3 em chỉ có 20 bộ thôi. Chị nào nhanh tay mua được số 3. Hồng 5 cho Hoàng An cho em số điện thoại ạ. À, giải đẹp lắm. Trời ơi, chốt giùm em là đen xanh nha. Đen xanh này số 3 giùm em, 60kg đổ lại. Đen xanh này em có 2, có 3, có 4, có 5. Đen xanh đủ say luôn má. Ô trời ơi, trời ơi. Ê, lấy chị bộ đen xanh số 2 chị mặc coi. Đẹp quá vậy. Thôi khỏi đi. Khỏi đi, khỏi đi thôi. Hồng 4 chốt của Cúc Trương nè. Hồng 4 đang mặc. Trời ơi, chốt em đen xanh đi mấy chế. Quá đẹp luôn. Đen xanh số 3 em chốt chị Bích Hà bộ nè. Chốt chị Lâm Hồ Ngọc bộ nè. Quá đẹp. Đen xanh em còn bộ nữa. Trời ơi nè mấy chị. Xuất sắc không cái cổ nè. Trời ơi 75.000. Đen xanh số 5 cho Trần Tuyết Nhi. Quá trời đẹp đen xanh luôn. 2, 3, 4, 5 số 3 em còn bộ. Số 3 em mất lắm. Số 3 em chỉ có 20 bộ thôi. Đen xanh số 5 cho chị Mùi Lê.
Đen xanh số 4 thì chị Thiên Hạo. Chốt giùm em bộ này là bộ sọc tím số 3 nha. Sọc tím này em có số 3 một bộ, số 4 nè, có 3 4 thôi. Sọc tím này em có 3 có 4. Quá trời đẹp luôn, 75.000. Sọc tím có 3 có 4 giúp em. Sọc tím 3 và 4 số 3 em bỏ vô bọc lại anh chị. Đen xanh số 5 đi chị Phương Lạc. Đen xanh số 5 đi chị Thu Cúc, 70kg cao xíu giùm em. Xíu em lên số 5 sao. Sọc tím số 3 cho chị Lâm Hồ Ngọc. Sọc tím số 3 cho Lâm Hồ Ngọc đi em. Sọc tím em hết rồi, có bộ 1 thôi. Sọc tím có 1 bộ. Chốt em nhí trắng số 3. Nhí trắng nè, đọc. Hồng, hồng 4 cho thấm hồng. Vậy hả? Rồi cảm ơn em. Rồi chốt giùm em là nhí tím ở nhí trắng số 3 có bộ, và nhí trắng này có 2 có 3. Sọc tím số 5 mình có hàng không? Sọc tím số 5 em không có hàng rồi, chị xíu lên số 5 cho. Sọc tím số 4 chốt chị Tiết Huệ. Chốt giùm em là nhí trắng số 3 nha, 75.000. Nhí trắng số 3. Cái đen xanh dồn tuần trước hả? Trời đất ơi. Đen xanh số 5 chị Ngũ Phượng, đồ gì mà dồn tới tuần trước vậy? Rồi ok, nhí trắng cho bông Nhi Trương số 3. Ôi mẹ nghe, rồi chốt này giùm em là mã đen. Trời ơi, mã đen này đẹp nè, mã đen này có, bà báo xem chị coi. Nhí trắng em có số 4 nha. Cái nhí trắng hồi nãy em có số 4 nha mấy chị nha. Rồi chốt giùm em mã đen này, em có 3 có 4, mã đen này đẹp lắm. Rồi mã đen đẹp quá, mã đen này có em có 2 luôn. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Chốt giùm em là đen. Đen này em có 3 có 4 nha, đen có 3 có 4 giùm em. Đen 3 chốt chị Lâm Hồ Ngọc em hết. Chị Tranh Thủ chọn số 3 đi, số 3 em có 20 bộ thôi. Chốt giùm em mã này là mã đen hồng. Đen hồng này chốt đơn giùm em số 3. Đen hồng số 3 nha. Dạ số 4 đẹp lắm luôn chị Cúc Trương vừa nha chị. Chốt em đen hồng 3. Hả? Đen hồng đó em có số 5 luôn, 70kg đạo về. Đen 4 chốt thấm hồng. Cái mã đen hồi nãy nè. Ừ đúng rồi. Rồi đen hồng số 3 chị Lâm Hồ Ngọc. Rồi ok. Rồi chốt giùm em mã này mã đỏ. Trời mã này đẹp lắm. Đỏ này em có 2 nè. Em có 3 nè. Em có 4 và có 5. Đen hồng số 5 cho Thanh Thị Lê. Cái bông hồi nãy em gái. Bông này. Ừ đúng rồi, đỏ phải không? Đen hồng Thanh Thị Lê nè. Chị Hoàng An đen hồng nè. 75.000 chốt em mã đỏ. 234. Đỏ Lâm Hồ Ngọc 60kg số 3. Rồi ok. Em còn một bộ đỏ nữa. Đẹp quá, quá rẻ luôn. Thiệt rẻ, rẻ ghê luôn trời. Trời ơi, chốt giùm em mã này mã tím đi mấy chế. Tím này em có 3, có 4 luôn, có 5 luôn. Có 3, có 4, có 5 tím. Ok, em cảm ơn chị. Rồi chốt giùm em mã tím. Trời ơi. Tím này có, không có 2 3, 4, 5 à. Quá đẹp mã tím này luôn. Xuất sắc. Chốt giùm em tím 3 cho chị Bích Hà. Tím 4 thì chị Tiết Huệ. Rồi ok, tím 5 cho chị Thanh Thị Lê. Tím 3 em hết rồi chị Lâm Hồ Ngọc ơi. Trời ơi, chốt giùm em mã xanh đi. 75kg em không có hàng mã này à. Trời ơi, chốt em xanh chuối đi chế. Ôi, mã xanh này chỉ có số 3 thôi. Một bộ duy nhất trong cuộc tình chúng mình luôn chị đẹp. Rồi chuẩn bị em lên số 5 nha. Tím 5 mình còn hàng không? Tím 5 em chốt với chị Mỹ Lan nè. Cái mã tím hồi nãy bông dệnh nãy đó. Ừ, đúng rồi.
Rồi tím 4 em chốt Cúc Trương nè. Rồi chốt giùm em mã xanh chuối nè, em số 3. Chuối 3 chốt chị Lâm Hoàng Ngọc nè. 75.000 mấy chế. Dí trắng số 4 chốt Thuy Cao. Nâu 4 đợi em xíu đi chị đẹp nha. Rồi em còn cọc, em còn cọc số 3 nè, đối lại em hết luôn nè. Cọc số 3 này hết luôn rồi đó. Số 3 hàng này em ít lắm, tại vì hàng em âm lô quá không cho em chọn mấy chị. Trời ơi em có bộ này đẹp quá, bộ này có số 2 không? Bộ này quá đẹp luôn. Bộ này chốt giùm em là mã này mã cam đi mấy chế. Ủa sao mã cam này có số 4 này vậy? Số 4 này. Mã cam này em có số 4 nè. Mã cam này chốt giùm em 4-5. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi mấy chị coi nè. 3-4-5. Cái này số 4. Mã cam này chốt giùm em là 4-5. Hết không có 3. Ha, dở lên cặp số 3 nhưng mà nó là bộ số 4. Chốt giùm em cam 4. Cam 4-5. Ủa gì cặp này số 4 không vậy Yến? Trời ơi trời, cặp này số 4 không hả ông nội ơi, hết số 3 luôn rồi. Gì anh? Rồi em hết số 3 rồi, nguyên cặp có số 4 không rồi mấy chế ơi. Em hết số 3 rồi, chốt giùm em mã này mã đen tím số 3 nè. Đen tím số 3 giùm em. Đen tím số 3 75.000. Rồi em qua nội qua xây khác nha, số 3 em hết rồi. Để gì tùm lum vậy trời. Đen tím này số 3. Đen tím số 3 chốt chị Bích Hà. Cam số 4 chốt Thắm Hồng. Đen tím em hết hàng rồi. Cam số 4 bộ mở ra. Rồi bây giờ em lên số 5 nè. Lên số 5 mấy bông lạ cho chị coi. Có hai bộ xanh lá nó đi. Hai bộ xanh lá nó qua đây luôn. Lên số 5, 6, 7, số 8 kg, 70 kg đổ về. 150 hai bộ nó đẹp. Rồi em hết số 3 rồi nha mấy chế. Em còn 2, 4, 5, 6 rồi. Trời ơi là chờ, u là chờ. Số 5 này mấy chế. Giải nó đẹp dữ dằn lắm mấy bà. Chốt giùm em là xanh lá đi. Xanh lá có 2 bộ 5 thôi. Trời ơi là trời nè. Cổ may rất là khéo nha. Trời ơi xuất sắc chưa, chốt em xanh lá. Trời ơi số 5 2 bộ luôn. Chốt đơn giùm em. Giải nó đẹp dữ lắm. Em nói thiệt tin em một lần đi. Tin em một lần, em nói dốc với bà đừng mua hàng em nữa. Giải rất là ok, em ôm được lô sale đó. Chứ cái này nó xỉ ra tới 73-74 ngàn bộ lận. Tại vì cái tai gan này nó mắc ha. Lá 5 em chốt Thanh Thị Lê. Hàng này là hàng em sale nên không có đổi trả hoài được nha mấy chị. Tại vì không có cái bông nào nó giống bông nào hết nha. Bà nào mà bỏ mà xả là em sẽ xả đơn luôn. Ok, chốt em xanh lá. Xanh lá số 5 em có 2 bộ, chốt đơn giùm em. Rồi đưa giùm chị cái khác đây. Không có cái nào nó giống cái nào, đừng bỏ, đừng đổi giùm em nha mấy chị. Rồi ơi, chốt này giúp em là mã này mã vàng nghệ đi. Vàng nghệ này em có 4, có 5 nè. Đẹp luôn. Vàng nghệ. Trời rất là bông hả? Ừ. Trời trời. Không nổi. Cái ghê vậy? Bông giả mà cũng rớt. Rồi chốt đơn giùm em là vàng nghệ này em có 4, có 5. Đẹp quá trời, 75.000 bộ mấy chị. Xuất sắc luôn. Mà vàng nghệ nó mặc lên rất là đẹp nha. Rồi lên tiếp số 4 cho mấy chế nè. Có số 2 chị, số 2 em đang mặc nè. 55kg chắc mặc số 3, em hết số 3 rồi chị. Chốt giùm em mã này là mã đỏ. Nghệ 5 cho chị Ngọc Yến Quỳnh. Mã này chốt giùm em là đen đỏ. Đen đỏ này số 4. Có số 5 không? Đen đỏ này em có số 4, 2 bộ. Đen đỏ này em số 4, 62, 63, 64, 65 kg cao giùm em ha. Đen đỏ này nó đỏ, nó hơi hồng hồng, đẹp lắm. Số 4. Đưa bộ vàng số 4 cho chị coi. Vàng số 4 mới đẹp quá trời luôn. Ừ. Vàng số 4 cho chị nào thích màu nổi nha. Ừ, hai bộ vàng luôn. Trời ơi, vàng thiết kế luôn, mấy hàng đẹp quá. Trời ơi, vàng 4 giùm em nè. Có vàng 5 không? Vàng 4, một bộ duy nhất trong cuộc tình chúng mình luôn mấy chế. Quá đẹp luôn, hàng thiết kế luôn.
mẫu thiết kế luôn nè. Chưa? 75.000 bộ giả đẹp. Chốt giùm em vàng 4. Vàng 4 em có 1 bộ 1 nha, vải đẹp quá. Vải xuất sắc luôn. Vàng 4 em có 2 bộ, chị nào lấy chốt đơn giùm em. 60 đến 65 kg mặc size số 4 giúp em ha, 65 kg mình cao xíu. Vàng 4 cho chị Thanh Thị Lê 1 bộ nè. Em đang mặc là size 2 nè, mấy chén hồng 2. Sọc đỏ size 4 giùm em. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời ơi bộ sọc đỏ đẹp quá vậy ta. Có bộ sọc xanh kìa, sọc xanh số 5 kìa, bên cọc bên ngoài ngay ta. Ừ. Chốt giùm em sọc đỏ số 4 có bộ 1 à. Trời ơi 75.000. Đi mai tiền công không hết 80.000 bộ rồi. Chưa tính cái tay gan. Mấy chị mà đi mai là gan này nó tính thêm tiền cho các chị đó. Bộ xanh lá ngay cái tay bên trái luôn. Móc ra đây. Chốt giùm em sọc 4 cho Lâm Hồng Ngọc. Sọc đẹp quá. Sọc đỏ em hết rồi. Sọc đỏ số 4 có bộ rồi mấy chị. Sọc đỏ em số 4 có bộ rồi. Chốt giùm em là sọc xanh. Sọc đỏ số 2 em có bộ đó. Bộ sọc đỏ nãy á, số 2 em có bộ. Số 4 em hết rồi. Chốt đơn giùm em mã này là mã xanh lá. Sọc xanh số 5 có được 2 bộ. Đỏ 65kg hết. Chị Lưu Hạnh ơi, chị nhận hàng giùm em kêu chị bên em liên hệ chị để giao hoài không được đó chị ơi. Dạ số 3 nãy em bán hết trơn. Số 3 em về có 20 bộ à. Số 3 hết hàng không còn bộ nào hết mấy chị. Còn được 2-3 bộ gì mà có 1 bông 1 à. Sọc số 2 em chốt chị Bích Hà. Sọc đẹp lắm. Nè. Trời ơi giải xuất sắc luôn. 75.000 bộ nè mấy chế. Em mặc số 2 nè. Đó em đang mặc là vàng nghệ nè. Xuất sắc chưa. Đó mấy bà thấy chưa. Trời ơi là trời 75.000. Về mà nhận cái giải không đẹp. Chốt giùm em là xanh lá này số 5. Sọc xanh số 5 giùm em. Sọc xanh này có số 5 thôi không có số 2. Nè. Xuất sắc chưa. Sọc xanh số 5 em chốt chị Mùi Lê. 75.000. Số 5 em có 2 bộ sọc xanh thôi nha. Đơn chị bộ sọc tím này. Chốt giùm em sọc tím luôn mấy chế. Và nghệ số 2 em chốt chị Bích Hà. Em có 1 bộ à. Mỗi bông có 1 bộ à. 75.000 giải không đẹp. Mấy bà đừng nhận hàng giả mẹ bơm em cũng được. Bơm thấy bà luôn cũng được luôn nha. Hàng này em có tới số 5 rồi chứ đẹp ơi. Ngộ quá à, cái xưởng này nó may có số nhỏ không à. Lấy anh chị bộ màu đỏ đi. Bộ màu đỏ số 2 đi. Đỏ biệt. Đúng rồi. Rồi chốt giùm em mã này, mã là mã sọc tím số 2. Trời ơi mẫu dễ thương không mấy chế. Mẫu dễ thương ghê ha. Mai vừa dặn không bị dặn mà. Chốt em sọc tím số 2. Mã này chốt giùm em là sọc tím số 6 nha. Chốt giùm em tím 6. Tím 6 này em có được 3 bộ. Ủa tím 5, sorry các chị. Tím 5 em có được 3 bộ. 70kg quay đầu. 67, 68kg vô luôn. Tím em đang mặc là số 2, không có số 3. Còn tím này là có số 5. Tím em đang mặc có số 2 và số 4. Còn tím cầm là số 5. Cái gì? Cái tím cầm là có số 2, số 4, số 5. Tím cầm này hả? Số 2 đâu? Nè. À, rồi. Sọc tím số 2. Sọc tím số 2 em đang mặc cho Mai Thị Thanh Thúy nè. Rồi em chốt cho chị Duyên Phạm nè. Cho chị Duyên Phạm em chốt. Tím 5 cho cô Hoa Hồng nè. Tím 5 cho cô Hoa Hồng nè. Chốt. Tím 5 cho chị Hoàng An nè. Chốt. Sọc tím số 2 em chốt cho Hồng Tấn nè. Chốt. Rồi. Tím 2 em chốt chị Bích Hà nãy chốt chưa em? Tím 2 chốt chị Bích Hà nè. Còn
À đây 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 cái này. Rồi tím em đang mặc tím 4 cho chị Châu, cho tím 4 có hàng không? Nè 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 đây đây tím 4 tím cầm số 2 cho Bích Hà đâu rồi nè, tím 2 cho Bích Hà nè, tím 4 cho chị Châu Tắm nè, tím 2 cho chị Nhung Lâm. Ủa tím 5, tím 5 cho chị Nhung Lâm, em sorry, tím 5 cho chị Nhung Lâm. Trời ơi là trời, cái màu này nó đẹp. Em nói thiệt, lâu lâu em mới ôm được lô vậy, mấy chị mua đại mặc đi, 50 bộ em đó, em gái nói thiệt. Không có suối mấy chị mà mua đồ xấu đâu, thiệt. Lâu lâu mới ôm được một lô, giá nó hơi mềm chút. Chứ bình thường cái này nó xỉ ra tới bảy mấy ngàn lận, cao lắm lấy không nổi. Tại vì cái tay nó gan nó mắc. Trời ơi, cái giải mặc vô cái nó mát gửi gửi luôn mấy chế. Nó đã dữ lắm em nói thiệt. Đẹp hơn Ati hàng em nhiều nha. Rồi chốt em mã này mã đỏ. Trời ơi, dễ thương vậy trời. Mã đỏ này chốt giùm em 2, 4, 5. Mấy má rồi 75 ngàn trời ơi là trời. Em nổi ốc này luôn, gan này cả trăm ngàn một mét nè. Em nói thiệt á. Chốt giùm em đỏ 2, 4, 5. Số 4 mình có mấy bộ vậy? Số 4 có bộ màu đỏ hả nha. Số 4 em có bộ màu đỏ hả? Đỏ 2 em chốt chị Duyên Phạm em đang mặc nè. Đỏ 2 cho chị Duyên Phạm nè. Đỏ 5 cho chị Thanh Thị Lê nè. Đỏ 4 em có bộ thôi. Trời ơi xuất sắc luôn chị Duyên ơi. Bà mặc số 2 là ngay em luôn. Đỏ 4 cho chị 10 Phạm Thị nè. Rồi ok. Đỏ 2 em hết hàng. Đỏ 2 em có bộ 1 thôi. Đỏ 2 em có một bộ 1 cho chị kia rồi chết. Đỏ 4 em hết luôn. Đỏ 4 em hết luôn rồi. Đỏ 2 em hết luôn. Đỏ 4, đỏ 2 em hết luôn. Tuyệt luôn rồi mấy chị ơi. Rồi đỏ có cái bộ màu màu da rồi. Cái bộ màu da. Cái bộ cái bộ màu này. Số 2 ít lắm. Số 2 mấy chị muốn mua đi em dơ lên cho mấy chị mua đi. Chứ mặc vô nó lâu quá. Trời ơi, má ơi bộ màu xanh này. Xanh này có bộ số 2 nha. Số 2 với bộ số 5 nha. Trời ơi là trời. Bộ màu xanh này đẹp dữ quý. Số 2 để em dơ lên đi chứ mặc vô đợi mặc vô lâu lắm. Ô, mẹ xinh đẹp luôn thấy không em? Rồi chốt giùm em mã này là mã nhí xanh số. Trời ơi dễ thương lắm. Mấy cái kiểu này mấy chị mặc hoài nó không có quê. Không có ghen nữa, nó không có quê. Đó đơn giản thôi. Mà cái giải nó cực kỳ đẹp. Xanh số 2 em chốt chị Lê Lẹ nè. Ôi bà này bán lẹ quá. Rồi em chốt chị Lê Lẹ xanh 2 nè. Chốt giùm em có bộ xanh này số 5. Bộ xanh số 2, bộ xanh số 5. Xanh 2 em hết rồi. Có bộ 1 thôi. Má này có bộ không mà mấy chết. Xanh 2 nè. Có 75 ngàn hả chế Ly Kim ơi. Rẻ lắm mà giải rất là đẹp. Chị lấy thì em để cho chị 70 được. Chị lấy nhiều trên 30 bộ nha. Giải này xu lên nhung. Rồi chốt dùm em mã này là mã sọc xanh nè. Em có 2. Có 4. Hết ừ. Trời ơi đẹp không? Em My xuất hiện là lúc nào cũng đem hàng đẹp tới cho các chị. Ok chị, rồi ok chị đẹp. À, cái bông này chắc không trùng đâu, tại vì nó không có để trùng luôn. Rồi ok. Rồi, mã này chốt giùm em là mã sọc xanh, em có 2, có 4. Sọc xanh số 2 em chốt chị Bích Hà nè. Số 4 thì Kelly Kim nè. Sọc xanh rồi, bây giờ số 2 em dơ lên cho mấy chị nha. Chứ mặc vô nó lâu dữ lắm, mấy chế thông cảm giùm em. Sọc xanh số 4 này nè. Rồi ok. Sọc xanh số 4 cho chị Thanh Thị Lê bộ luôn em ơi. Rồi sọc xanh số 4 còn hàng không? Sọc xanh số 4 em hết hàng rồi chị. Dạ em cảm ơn chị Thi My Phan nha. Sọc xanh 4 em hết rồi chị Lê Bé ơi. Ê chốt em bộ này số 4 70kg phải cao mới được á chết nha.
70kg phải cao. Chốt giùm em bộ này là bộ nâu đi mấy chế. Quá đẹp luôn. Nâu này em có 4, có 5 nè. Nâu này em có size từ 60kg đến 70kg. Hàng của Thanh Sinh là mấy chị biết rồi nè. Mẫu y chang mẫu em mặc luôn. Chốt giùm em mã nâu. Nâu này mặc nó sạch lắm luôn á trời. Sọc xanh số 4 em hết hàng rồi. Sọc em đang mặc hết. Nâu 5 cho cô Diệu Liên nè. Nâu 5 cô Diệu Liên đem. Nâu 4 cho chị Châu Tắm nè. Nâu 4 đang cầm cho chị Châu Tắm nè. Hàng này nó ít lắm. Tại vì nó nhiều bông mà nó ít lắm. Nâu 5 cho chị Ngọc Yến Quỳnh nè. Nâu đẹp giải cực kỳ đẹp luôn. À nâu 4 mình còn luôn nha. Nâu 4 mình còn nè. Nâu 4 thì chị Mùi Văn Thị nè. Nâu 5 kìa. Hai tay mà kìa. Rồi nâu 4. Vì nâu 5 hồi nãy chị dục lại cho cưng một mớ luôn mà. Có hàng nữa. Có bộ một hả? Chết chai vậy nâu 5 hết rồi. Không. Rồi nâu 4 cho chị Mùi Phan Thị nè. Nhanh đi coi còn hàng không. Nâu 4 chị Ly Kim nè. 70kg cao nhiêu chị Hạnh ơi? 70kg phải cao mới vừa á chứ. Thấp quá không vừa nha. Cái này nâu 5 rồi. Nâu 5 hả? Nâu 5 điện chị Ly Kim không? Trời đổi qua nâu 4 có kìa. Ủa không phải. Rồi vậy là nâu 4 hết rồi. Nâu 4 em hết rồi chị Ly Kim ơi. Em còn nâu 5 thôi. Rồi chốt giùm em mã này. Chốt giùm em mã này. Chốt em là hoa cam số 5. 1m55 mà số 5 giùm em hơi ôm mới chế nha. Rồi chốt em là hoa cam số 5 có bộ 1 à. Qua cam số 5 chốt đơn giùm em 75.000. Số 2 hả? Số 2 có luôn trời ơi. Đẹp quá chị Linh ơi, giả đẹp lắm. Chốt giùm em qua cam số 5 có bộ nè. Đơn chỉ bộ da đằng đó. Đúng rồi. Bộ da này đẹp quá. Đây. Chốt giùm em bộ da này em có size 4 và size 5. Trời ơi là trời, mặc bộ này lên đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Da 4 và 5 giùm em. Số 4 bộ da này còn mấy bộ nè. Số 4 có 1 bộ da thôi. Đó. Đẹp không? Bà ba đính đá. Còn em, mà em còn size lớn thôi. Bà ba bộ em còn size lớn thôi. Bữa nay em có lên áo lẻ mấy chị. Chốt mẹ em mã da. Da này em có 4 và 5. Size 3 em hết rồi. Da 4 em chốt chị 10. Rồi chốt giùm em da 5 nha mấy chế. Giải đẹp lắm, 75.000. Số 3 em hết rồi, có 20 bộ em bán hết trơn rồi chứ đẹp. Trời ơi, mấy cái này là cái gì tùm lum vậy nè. Da 5 em chốt chị Thanh Thị Lê. Màu đỏ số 5 cho cô Trinh Võ đi em. Rồi ok cô. Bộ da số 5 cho cô Trinh Võ đi. Bộ hoa cam luôn cho cô Trinh Võ luôn. Là ba bộ cùng bộ tím hả? Hoa cam đây. Nè, bộ tím chốt cô Trinh Võ bộ đi. Rồi con cảm ơn cô nha. Da số 2 hết rồi em gái. Chốt giùm em mã này là bộ riêu nha. Riêu này chốt giùm em là riêu 5 nè. Riêu 5 trời ơi 75.000. Chốt giùm em là riêu 5. Sọc xanh số 2 cho chị Mai Diệu Linh. Sọc xanh này. Rồi chốt giúp em là mã này mã riêu. Riêu 5 cho cô Diệu Liên. Giải đẹp lắm. Thật sự mua 5 bộ, 7 bộ mặc đi. Hàng này lâu lâu hiếm lắm mới về. Có thì chăng nữa mai mốt cái giá nó cũng lên quá. Mai mốt nó có sale em cũng không bán được 75 nữa. Chốt giùm em mã này là mã hoa. Da số 5 em chốt chị Nguyễn Liễu nè. Rồi đỏ số 5 chốt chị Nguyễn Liễu luôn. Riêu số 5 em chốt chị Duyên Phạm. Rồi chốt giùm em mã này là mã hoa. Trời ơi sang đi không số 2 rồi. Vô duyên không? Đó mình xếp hàng vậy đó. Rồi vậy là riêu em hết nha chị Duyên Phạm ơi. Cái đó riêu 2 chứ. Riêu 2 chốt giùm em hoa. Hoa 5 cho cô Diệu Liên nè. Phải dựng cái này nè ba. Thì nha, phải dựng cái nó
đẹp lắm mấy cô, mua mặt mua da nó dễ nhìn mặt đi, con nói thiệt. Trời ơi chốt chị em mã này mã vàng nha. Dạ 80kg em không có size chị đẹp ơi. Chốt chị em hoa vàng này em có size 4 với size 5 nè. Hoa vàng này em có 4 có 5. Sơn thủy đẹp lắm. Hoa vàng 4 và 5. Hoa vàng 5 nè. Đưa em chị nguyên cái cặp này đó ơi. Đúng rồi. Hoa vàng 4 và 5. Trời ơi. Nói nghe ở lại đây đừng đi đâu, đẹp quá trời. Vàng 4 với chị 10. Quá trời cái bông này rồi. Cái bông này em có số 5 thôi. U là chờ. U là chờ luôn mấy chế. Trời ơi là trời thiết kế luôn. Chốt giùm em là hoa đỏ nha. Hoa đỏ số 5 em có 2 bộ. Xuất sắc chưa? Thích quá. Mấy chị về mấy chị bóp lại chút xíu thôi. Mấy chị mặc số 4 lựa số 5 bóp chút xíu thôi à. Thiệt. Số 3 em hết hàng rồi chị nha. 75.000 một bộ đó chứ đẹp. Rồi chốt giùm em là hoa đỏ. Trời ơi là trời đẹp dữ lắm. Hoa đỏ số 5 bốt cho cô Trần Huệ nè. Đẹp cực kỳ luôn. Hoa đỏ số 5 đây chị Nhung Lâm nè. Em có 2 bộ là chiếc hoa đỏ anh chị đi. Hoa đỏ nãy chị thấy không có lọt đâu một bộ à. Đừng cãi chị. Đừng có lắc đầu. Ừ nè. Ở đâu á? Chị thấy ở đâu hồi nãy có một bộ hoa đỏ nó lọt ở đâu á? Khúc sau này nè. Rồi hoa đỏ em hết hàng. Hoa đỏ số 5 em hết hàng. Có 2 bộ thôi. Ồ đẹp quá trời hoa đỏ luôn. Chị nhớ ở đâu còn bộ nè. Nè nè coi coi con cạp nè phải không? Phải không? Phải không? Hút luôn. Rồi hoa đỏ cho chị Thanh Thị Lê còn bộ nữa. Rồi em hết hoa đỏ nha. Trời ơi là trời. Nó đẹp ôi là trời luôn. Đây nè xuất sắc. 70kg cao 1m58 trở lên là vừa đó chế. Trời ơi là trời. Chốt giùm em là hoa cam. Em nổi ốc luôn rồi. Em nổi ốc luôn hoa cam này. Em có số 5 thôi, có số 4 không? Em xếp xác số 4 lại chị dần coi. Trời ơi, dạ số 5 là 65 đến 70kg, nhưng mà 70kg trái cao mà em xíu nha. Rồi, trời ơi là chờ. Tay ghen luôn nha mấy bà. Chốt em hoa cam. Hoa cam số 5 cho cô Trần Huệ hả? Hoa cam này em có bộ số 4 luôn nha. Rồi ok chốt nè. Hoa cam cho cô Trần Huệ nè, chị Phú Quý Trinh cho em số điện thoại đi chị. Đang like là số 5 nha. Qua cam số 5 cho Phú Quý Trinh nè. Qua cam số 4 cho chị Tiết Huệ nè em ơi. Bộ chị đang mặc nợ ai hay gì vậy? Có nợ ai không? Rồi chọn bông giùm em đi chị. Mét 56 chắc hơi ôm xíu nha chị. Cam 4 mình còn hàng không? Cam 4 em hết hàng rồi chứ 10 ơi. Cam 4 em hết hàng rồi. Em còn cam 5. Cam 5 em còn 2 bộ 67, 68 ký bao dừa luôn. Quả đẹp. Không đẹp quánh em. Rồi ok chị Phú Huy Trinh cam 4 em hốt nha. Ô là trời. Chốt đơn tím giùm em. Tím này nãy chị mới thấy ở đâu nè. Mà tím số 4 là vậy. Ô là trời. Số 5 cam đi chị Võ Thị My. Chị My ơi đẹp lắm chị My. Giải cực kỳ đẹp luôn chế. Thiệt. Chế mua 5 bộ chế mặt đi. Trời ơi chốt giùm em tím 5 thiết kế luôn trời. Xuất sắc. Mã tím này nãy chị thấy số 4 cưng bóc bóc ở đâu á. Con dạch dạch đó nè. Đây nè. Ủa không phải hả? Rồi chốt giùm em là tím 5 em có được 2 bộ. Lên đơn giúp em luôn. Tím 5 cho cô Huệ và chị Ly Kim rồi hết hàng luôn. Cô Huệ này, cô Huệ bộ này, cô này, cô này, cô Huệ bộ này. Rồi em hết tím nha. Em hết tím. Em hết tím rồi chốt giùm em mã này là mã sọc tím nè. Sọc tím này em có số 2. Em có số 2 và số 5. Số 2, số 4 luôn. Sọc tím có số 4 luôn. Vô luôn. Chốt đơn giùm em. Là sọc tím này em có số 5. 2 bộ nè. Sọc tím giùm em. Sọc tím nha. Bộ chị đang mặc là sọc xanh. Chỉ có số 2 em gái. Ô là chờ những cái bông giùm em một cái đi nói chuyện nha. Sọc tím số 5 đi chị Phú Quý Trinh nè. Ô là chờ nè. Trời ơi là trời chốt giùm em đỏ đen. Đỏ đen số 5 có 2 bộ. Chốt đơn giúp em 75.000 một bộ. Ôi là chờ giải rất là đẹp luôn. Rất là đẹp giùm em.
chốt giùm em là đỏ đen số 5, hai bộ chốt đơn nè. Hai bộ đỏ đen. Trời ơi. Pyjama tay dài. Pyjama tay dài à. Còn có mấy chục bộ hả chị? Sọc xanh em đang mặc 65kg hả? Hết hàng rồi. Em có bông khác thôi. Đỏ đen số 5 cho Hoàng An và chị Ly Kim là hết hàng nè. Chốt giùm em mã này là mã tím, cái gì mà hôi dữ vậy. Chốt giùm em tím này, tím số 5. Tím số 5 67, 68kg, 63, 64kg, mấy chị thích thoải mái vậy cũng được. Tím này có số 4 một bộ luôn. Chốt đơn giùm em. Chốt đơn giùm em tím này em có 4, có 5. Rồi ok, tím 4, tím 5 giùm em. Tím 5 nè. Tím 4, tím 5. Tím 4 cho chị Ly Kim. Rồi chốt giùm em tím 4, tím 5 nha. Chốt giùm em là xanh lá này số 5. Ủa đẹp trai hả? Là ông hốt quá. Rồi chốt giùm em là xanh lá số 5, 75.000. Rồi dục qua đây cho chị cọc số 4 thôi đi. Cọc số 5, cọc số 5 đó vậy. Trời ơi là trời, nâu nè. Nâu này số, nâu này số 5 giùm em. Dạ 75kg em không có chị. Lá 5 cho chị Ly Kim, làm hết lá 5. Còn bộ nào nữa không? Rồi chốt giùm em là nâu 5. Lá 5 em hết rồi, chốt em nâu 5. Không có làm pyjama được rồi chị. Chốt em nâu, nâu 5 nha. Pyjama em có tay tới size số 5 mà. Ủa không có thêm. Ủa pyjama có size 4 mà. Nâu 5 cho chị Ly Kim. Rồi chốt giùm em mã này là mã riêu. Mã này chốt giùm em là bi riêu số 5. Lẹ nha mấy chị, tại nó nhiều bông lắm. Chốt giùm em mã này là mã đỏ xanh số 5, 67, 68kg. Đổ lại giùm em. Đỏ xanh số 5. Rồi chốt giùm em mã này là mã xanh lý số 5. Em số 5 nhiều lắm, số 5 cả trăm bộ lận. Xanh lý số 5 hơn chứ, số 5 trăm mấy bộ lận. Xanh lý này số 5 đẹp nè chị Ly Kim ơi. Chị Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga có ai gọi chốt đơn cho chị chưa? Cho em chiều cao đi, bi riêu số 5 đi chị Mỹ Lan. Ừ. Đơn của chị là gọi không bắt máy còn giữ đơn rồi chị ơi. Xanh lý số 5 cho Hoa, Hào, Nguyễn Ngôn Nhật. Lý Nam sao đội em nè. Ừ, Lý Nam hai bộ. Lý Nam cho Ly Kim. Lý Nam còn không? Là bộ này số 2 hả? Rồi vậy là Lý Nam em hết rồi chị Ly Kim ơi. Đỏ xanh số 5 cho Võ Thị My. Đỏ xanh số 5 lần này. Lý Nam em hết nha. Chốt giùm em là sọc hồng số 5 có được 2 bộ. Sọc hồng số 5 75.000 thun solen nhung rất là đẹp. Hàng này hàng sale mới chế nên nó không có điều bông, nó tùm lum bông hết trơn. Xanh lý là nhiêu ký mới được cho em cân nặng chiều cao em lăn lai size 7 67 68kg là. Cho em ngồi xíu nha mấy chế, cho em ngồi cắt. Chốt giùm em mã này mã sọc hồng 150 2 bộ giải không đẹp trả em. Sọc hồng số 5 cho Ly Kim và Phú Quý Trinh. Sọc hồng số 5 em hết hàng rồi. Sọc hồng hết hàng nha. Sọc hồng hết hàng rồi mấy chị. Có 2 bộ thôi. Chốt đơn giùm em mã này là mã đen hồng đi. Trời ơi đen hồng đẹp quá. Số 2 có chị. Số 2 em đang mặc nè. Chốt giùm em là đen hồng. Đen hồng này em có số 5. 4 bộ số 5. Chốt đơn dành cho 4 chị. Đen hồng số 5. Trời ơi mấy cô ơi, mấy cô lớn tuổi mặc mấy cái nền này là quá đẹp luôn. Xuất cái đèn luôn. Đen hồng số 5, chị nào lấy chốt đơn giùm em 150 2 bộ. Đen hồng số 5 em có được 2 bộ nè, lên số 2 cho mấy xem xe cho mấy chị nè. Đen hồng số 5 em chốt Hoàng An. Chốt giùm em bộ cam này size 2 nha.
Cam này em có 2, có 3, có 4 nè. Cam này em có size 2, size 4. Đen hồng cho Võ Thị My. Đen hồng cho chị Ngôn Nhật. Số 5 65 đến 70 kg chế, 70 kg cao xíu giùm em. Đen hồng số 5 cho chế Hồng Cúng. Rồi em hết đen hồng. Cam 2 cho chế Mê Dạ Mê Mai Diệu Linh. Đen hồng em có số 4 nha, đen hồng này em có số 4, cam 2 em có bộ hết hàng. Cam đó em có số 4 và số 5 luôn nha mấy chị. Cam 2 em có bộ thôi. Chốt giùm em mã này, mã xanh đen. Xanh đen này em có số 2 nè, báo sai chị nè. Xanh đen này em có số 2 nè, số 4 nè, số 5 luôn. Đẹp lắm, mẫu này mặc rất là đẹp. Xuất sắc không? Rồi đó cô, mặc bộ đồ này lên nó sang ông nội cha ơi. Không lẽ em mặc vô mất công em cởi ra nó lâu. Chứ bộ này em mặc lên là hết nè. Xanh đen số 2 em chốt chị Bích Hà. Phú Mỹ Trinh chắc em được 2-3 bộ vậy rồi, gọi đó em gái nha. Xanh đen này em có số 3 luôn. Mã xanh đen này em có số 3 nha chị Bích Hà ơi. Tức mấy bà quá, mã xanh đen đẹp cũng chết. Đưa chuyện bộ số 2 lọc ra. Xanh đen đẹp cũng chết, mấy chị không lấy nha, hối hận nha. Xanh đen số 5 đi chị Võ Thị My nè. Này em mặc vô cái là mấy chị thấy mê liền nè. Nè. Xanh đen số 2 cho chị Mai Diệu Linh nè. Số 4 cho Huy Hoàng nè. Sập hả? Trên đó. Nè, trời ơi. Nó có ship con ở chỗ này nè, nó có mai nhắn con chỗ này cho mấy mình không có thấy bụng quá mấy chế. Ê xanh đen số 4. Nhẫn xu nha. Rồi, xanh đen số 3 cho chị Bích Hà. Chết cha, xanh đen số 4 em hết rồi hả mà em nói như vậy vậy. Chốt giùm em mã này mã xanh. Xanh dương đi, xanh dương số 5 một bộ. Xanh dương, đưa cái cài cọc hồng đó lại anh chị kìa. Một bộ hồng đó chị. Chốt giùm em mã này mã xanh dương số 5 nha. Xanh dương số 5 em có bộ một thôi. Ôi đẹp ghê không. Trời đất ơi. Má ơi, cái bộ này bỏ chốt giùm em màu hồng đi mấy chế, đẹp quá trời luôn. Hồng số 5 em có được 4 bộ nè. Dương 5 chốt Tuyết Nhi nè. Hồng 5 chốt đơn giùm em. Hồng 5 chốt đơn giùm em có được 4 bộ luôn Yến ơi, đẹp quá. Rồi lên tiếp. Số 2 có bộ. Số 5 dương con hết rồi cô Lợi, con có bộ số 5 dương rồi cô yêu ơi. Chốt giùm em là cam 2 có bộ nè. Cam này khác cam nãy nha. Chốt giùm em cam 2. Thì không mua được thôi chứ giờ em biết làm sao giờ chị. Có mà tại chị vô sao chứ. Thì không mua được thôi chứ giờ làm sao. Cam 2 chốt em cam 2. Chốt giùm em mã này mã hoa hồng nha. Hoa hồng số 2. Cam 2 chốt chị Bích Hà. Đây số 2 đây nhìn đi đâu ạ. Cam 2 em hết rồi chị. Chốt giùm em là hoa hồng số 2. Lên số 2 cho mấy chị nè. Chốt giùm em là đỏ 2 nha. Em lên số 2 trước. Đỏ 2 chốt đơn giùm em. 52, 53 ký mặt đẹp. Đỏ 2. Chị nào lấy chốt em đỏ 2. $75,000 một bộ. Chốt giùm em là xanh dương. Dạ ok em cảm ơn chị Ngôn Nhật. Chốt giùm em là bi xanh nha. Đỏ 2 em chốt chị Châu Tấm. Hô 2 là cái gì chị Duyên Phạm? Hồng 2 gì đó. Hồng 2 đâu? Rồi, 75,000 mấy chị, hồng 2 đâu? Qua hồng. Qua hồng số 2 chốt chị Duyên Phạm. Bi xanh số 2 chốt chị Bích Hà. Chút xíu em lên số 5 liền mấy chị, mới có qua số 2 cho người ta lựa rồi mấy chị ơi. Chốt giùm em là tím 2, ly hồng không có hàng đâu chị nha. Chốt vậy em không biết đường luôn. Chốt giùm em là tím 2, 52 53 ký. Chút xíu đi mấy chị nha, đợi em xíu đi mấy chị. Chốt giùm em là tím 2. Bi xanh em hết rồi.
chốt giùm em mã này, mã sọc xanh số 2 nè, sọc xanh số 2 giúp em, đẹp quá trời, 75.000 rẻ cực kỳ. Sọc xanh số 2 cho em lên vài bộ số 2 đi mấy chị ha. Tím 2 cho Duyên Phạm. Chốt giùm em là sọc vàng số 2. Trời ơi quá đẹp luôn. Chị Mai Diệu Linh, sọc vàng đẹp quá nè. Sọc xanh cho Phương Trinh số 2. Rồi chốt đơn em lên một dây số 2 là em xuống nha mấy chị. Đặng em bán cái người khác nè. Ớ lộn, bán cái tay khác nha. Em không có bán cái tay này hoài. Chốt em nhí hồng. Vàng chốt chị Mai Diệu Linh. Chốt giùm em nhí hồng này, em có size 2 nè với lại size 5. Nhí hồng này có số 5 luôn. Quá đẹp. Nhí hồng này em có size 2, size 4 và size 5 luôn ha. Tím 2 hết. Nhí hồng này em có 2, 4 và 5. Nhí 5 cho cô Diệu Liên nè. Nhí 4 cho chị Ly Kim nè. Rồi em hết. Trời ơi, chốt giùm em chữ xanh đi. Chữ xanh này đẹp nè chị Hằng ơi. Ở chị Linh này. Chữ xanh là màu đen nè mấy chị số 2. Chữ xanh này chốt giùm em số 2. Nhí hồng số 2 chốt đầu Quyền Anh. Số 4 hết rồi em gái. Chốt giùm em là chữ xanh số 4 ở số 2. Chốt giùm em là mã này là mã đỏ. Chữ cho Mai Diệu Linh. Chốt giùm em mã này mã đỏ, đỏ nó cũng đẹp nè. Chốt em đỏ 2 giải đẹp lắm. Wow. Chốt giùm em mã này là mã nhí cam. Nhí cam size 2 một bộ. Cho em chuẩn bị lên size lớn nha. Số 2 em còn có 10 bộ nữa hết rồi. Đỏ cho chị Bích Hà. Chốt giùm em là tím 2. Chốt em mã này mã tím 2, nhí cam cho chị Ngô Nhật. Em chốt. Nhí cam em hết. Chốt giùm em là chữ đỏ. Chữ đỏ em có bộ 1 nè, quá đẹp luôn. Chữ đỏ số 2. 75.000 chốt em mã này là mã nâu. Mã xám đi, mã xám, xám 2. bộ, xám 2. Chốt em mã này mã tím nha. Tím 2, size 2, 52, 53 ký. Xám cho Bích Hà. Cam. Trời ơi, cam 2 luôn mấy chế luôn. Nhìn cái bông là ghiền rồi, hai cái tay ghen cái nữa. Chốt giùm em là cam 2. Chốt giùm em bông này là bông hồng. Chốt giùm em là hồng 2. Mai Thanh Thúy hồng 2 chốt rồi bạn ơi. Số 2 hết rồi đó. Mấy chị không chọn là hết hàng nha. Chốt giùm em mã này riêu. Riêu 2. Quần dài ống ôm. Chốt giùm em mã này là mã xanh than. Hồng 2 còn hàng không? Hồng 2 chốt hồng cứng là bỏ đó đó. Chốt đơn giùm em là xanh đen. Xanh đen số 2. Số 2 dục qua số 2 đi. Riêu 2 chốt Bích Hà. Chốt giùm em là nhí trắng số 2. Cái đó riêu lại đó đó. Nhí trắng số 2. Xám số 2 chốt chị Châu Tắm bộ này nè. Rồi em hết số 2 rồi nha. Rồi bây giờ lên số 5 là mấy chế. Lên số 5 quần dài ống ôm giùm em. Đây chị có mấy cái bộ tính nãy giờ cân đây. Nhí trắng số 2 cho chị Châu Tắm. 5,5 hai bộ chị ơi, trải đẹp lắm. Trời ơi, chốt giùm em, nhí trắng 2 hết hàng.
số 2 hết rồi. Chốt giùm em mã này là mã tím tẩm nha, số 5. 67 68 ký đổ về. Chốt giùm em mã này là mã tím tẩm 75.000 một bộ mấy chế ơi, tay ghen hết luôn, giải rất là đẹp. Chốt giùm em là tím cẩm số 5, em có được 2 bộ nè. Chốt em tím cẩm số 5. Mà chọn trên like giùm em đi mấy chị, đừng có dặn về em không có nhớ rồi em không có chốt được, mất công lắm. Nhưng chị cái bộ dưới bộ đó, ừ cái bộ sao nóng, ừ. Chốt đơn giùm em bộ tím cẩm đó số 5 nha. Chốt giùm em bộ này là bộ, chốt giùm em bộ này là bộ nâu nha. Nâu này size 5 nè. 67 68 ký độ về. Nâu 5 chốt đơn giùm em. Nâu 5 số 4 có. Nâu 5 này em có được 5 bộ đó mấy chị nha. Nâu 5 đưa chị mấy cái bông khác số 5. Nâu 5 cho vô nâu 5 nè. Lá, lá này còn bên kia nè. Chốt giùm em lá này lá 5. Lá này có 4 không? Lá 5. Lá này là có lá 4 giùm em. Lá 4, lá 5, 75.000 bộ. Lá 4 và lá 5 giùm em. Mấy chế ơi, chốt đơn giùm em lá 4 và lá 5 nha. Lá này là lá, lá 4 và lá 5. 150, 2 bộ. Lá 5 chốt chị Võ Thị My. Lá 5 cho chị Lệ Đặng. Chốt giùm em mã này mã riêu chữ nha, có bộ 1 thôi số 5. Riêu chữ em có 1 bộ 1 thôi số 5. Riêu chữ này sorry em có 1 bộ 1 thôi. Lá 4 chốt Huy Hoàng. Riêu chữ này số 5 có 1 bộ duy nhất trong cuộc tình chúng mình luôn mấy chị em ơi. Chốt giùm em cái bộ này là bộ đỏ, đỏ hoa mai nè. Nè. Chốt giùm em là đỏ mai. Đỏ mai số 5 một bộ một luôn. Hả? Đâu? Đỏ mai số 5. Đỏ mai số 5 có 2 bộ. 2 bộ cột hai nơi. Đi lang thang. Số 4. Để lên mấy bộ số 4 đi. Đỏ mai số 5 đi chị Thu Dân. Chốt giùm em mã này là mã hoa cam số 4 nè. Hoa cam số 4 nè mẹ chế. Hoa cam số 4 một bộ nha, 75.000. Sọc tím số 4, hoa cam số 4 cho chị Ly Kim. Sọc tím số 4 được 2 bộ. 63 64 ký đổ về. Sọc tím số 4 có 2 bộ. Sọc tím số 4 nè, rồi sọc xanh luôn mấy chị. Em có 2 sọc. Sọc tím và sọc xanh giùm em đều là số 4 nha. Sọc tím và sọc xanh đều là số 4, chốt đơn giúp em. Chốt giùm em là đỏ 4. Đỏ 4 nha. Đỏ này có 5 luôn, đỏ 4 và đỏ 5 giùm em. Trăm gửi 2 bộ. Quá đẹp. Sọc tím số 4 với chị Thanh Thị Lê đi em. Sọc tím số 4 cho chị Cúc Trương. Xanh này, xanh chị đang mặc số 5 còn không? Xanh em đang mặc số 5 cho Trần Huệ. Đỏ 4 em chúc chế Ly Kim. Hồng 4 đi chị. Hồng này màu, cái bông này mặc rô rất là đẹp, rất là nhu. Hồng 4 kiếm chị có hồng 5 không? Chốt giùm em là hồng 4 nha. Hồng 4 này hình như em có 2 bộ hay gì. Chốt em hồng 4, giải đẹp quá, giải cầm lên quá đẹp. Hồng này em có 4, có 5. Chốt em hồng 4, hồng 5. Hồng 4 chốt Đào Quyền Anh. Hồng 4 hết, giờ em còn hồng 5.
chốt giùm em mã này là mã tím nè, hàng thiết kế không hồng. 5 cho ly hồng, cho số điện thoại đi bạn. Hai bộ xanh size 5 luôn hả Quỳnh Như? Em đang mặc hết rồi chứ, em đang mặc số 5 hết trơn rồi chứ ơi. Chốt giùm em mã tím số 4. Hồng 4 hết hàng rồi chị đẹp. Số 4 ít lắm mấy chị ơi. Chốt giùm em mã tím nha. Tím 4 chốt chị Tuyết Huệ nè. Hồng 4 em hết rồi. Chốt giùm em mã này mã cam số 4 nha. Cam qua trắng đẹp quá. Chốt giùm em cam 4, 62, 63 ký đổ về. Cam 4, 75 ngàn. Cam 4 chốt đơn giùm em. Hả? Tím em hết rồi. Số 5 đưa chị mấy cọc khác. Cam 4 em chốt Mỹ Trinh. Không, Mỹ Trinh không, không, không chốt. Em quần da váy em hết hàng rồi chị. Chốt giùm em là đỏ 5. Chốt giùm em mã này là mã đỏ 5. Đỏ này là đỏ cam á mấy chị, đẹp lắm. Chốt giùm em là đỏ 5. Đỏ 5 này em có được 2 bộ nè, 6, 7, 6, 8 ký đủ về nha. Đỏ này đỏ chữ u xì với chờ neo á mấy chị. Chốt giùm em đỏ 5 em có 2 bộ nè. Số 5 đợi được về chỗ số 5 với chị. Đỏ 5 em có được 2 bộ. Mã này chốt giùm em là mã tím. Đỏ 5 chốt cô Trần Huệ. Trời ơi, chốt giùm em mã này mã tím số 5 này. Đẹp quá. Tím 5 đẹp quá mấy chế ơi. Cái bông dày mà không mặc nữa thôi luôn. Nè. Chốt giùm em là tím 5. Tím 5 nè. Tím 5 em có được 2 bộ nha. Bộ màu này em phải nói là nó nhu, màu này rất là đẹp. Tím 5 nha chị My. Các chị này mấy chị comment giùm em là cam sữa đi. Màu này rất là đẹp luôn, rất là sang. Cam sữa số 5 này em còn được 2 bộ. Cam sữa này có số 4 luôn, 4-5. Số 4 1 bộ, số 4 2 bộ. Tím 5 chốt chị Quang Thuận. Quang Thuận tím 5 ấy. Chốt giùm em là cam sữa số 4 2 bộ, số 5 2 bộ. Cam này không đẹp không lấy tiền. Màu nó rất là nhu. Em xài điện thoại là nó cái màu nó chân thật lắm. Nó không có bị ảo quá mấy chị. Chốt giùm em mã này mã đỏ nha. Cam sữa số 4 cho Quyền Anh. Rồi chốt giùm em là mã đỏ đen. Đỏ đen này có 4 có 5. Đỏ đen này size 4 và size 5 giùm em quần dài ống ôm quần 2 túi giùm em nha. Đỏ đen số 5, số 4. 75 ngàn một bộ mấy chị đẹp nha. À, số 5 mình còn bông gì nữa? Bông gì la lạ đi chị đi. Cam số 5 hay chị Lệ Đặng? Cam sữa số 5. Nè. Đỏ đen số 5 hay chị Thu Dân? Bộ kẹp nắp luôn. Rồi. Đỏ đen số 4 cho Tiên Võ. Bộ này lạ quá nè. Bộ này đẹp quá trời luôn. Bộ này màu gì đây? Chốt giùm em là hồng ruốc đi. Hồng ruốc size 5 nha. Hồng ruốc size 5 chốt đơn giùm em. Hồng ruốc số 5 có bộ một bộ màu hồng này luôn. Chốt em ruốc 5. Hồng ruốc số 5. Hồng ruốc số 5. Mấy chị mà mặc số 4 á, chọn lên số 5 cũng được. Ở đồ này có form nó hơi ơm ơm, không sao đâu mấy chị nha. Chốt giùm em bộ này là bộ xanh đậu nè. Xanh đậu số 5 nè, đẹp chưa? Ruốc chốt chị Ly Hồng. 75 ngàn một bộ mấy chị, vải sô len nhung đẹp dữ lắm luôn á, thiệt. Em ôm lô này bây giờ có nhiêu em cũng ôm 2 ngàn, 3 ngàn bộ em cũng ôm rất là đẹp.
chốt giùm em là xanh đậu năm với chị Ly Kim. Đậu năm đi mấy chế nè, em mặc vô cái áo cho coi. Đậu đẹp lắm. Đậu năm cho Quyền Anh, thiệt, chọn size bự bự lên chút cũng được. Đậu sang quá. Đậu năm cho chị Oan Thuận. Rồi, đậu năm em còn được 2 bộ nữa, chế nào lấy báo em luôn ha. Đậu đẹp lắm. 67, 68, cái 60kg mặt số 5 cũng được, nó thoải mái xíu quá chị. Về bóp giùm em, đậu năm cho Lệ đặt cái form này nó hơi ôm, xíu em mặc số 2 mà thấy ôm nè. 75kg em không có xay đâu chế nha, 75kg em hết rồi. Chốt giùm em mã này mã tím, số 5 em có được 2 bộ luôn. Tím 5 em có được 2 bộ nè. Trời ơi, xuất sắc luôn mấy chế. 75.000 em nói thiệt nó rẻ ghê, rẻ thúi luôn. Không có được, không bằng tiền công mà cũng không bằng tiền giải luôn. Nè, tím 5 này em có được 2 bộ. Nó rẻ dữ lắm mà giải nó đẹp cực kỳ. Tại vì người ta nhập về số lượng nhiều lắm. Với cái này là cái chỗ này nó tự dạch vải luôn. Tím 5 cho cô Diệu Liên. Tím 5 em còn 3 bộ nữa, 2 bộ nữa chị nào lấy báo em. Tím 5 em còn, chị nào lấy báo em nha. Tím 5, tím 5 em còn 2 bộ. Bộ này bộ gì mà em không đẹp quá vậy. Tím 5 cho Diệu Liên, 45kg hết hàng rồi chị. Chốt giùm em mã này mã đen tím nha. Đen tím số 5 giùm em. Trời ơi, cái này chứ mặt sang lắm luôn á chứ. Nè, giải đẹp lắm. Chốt giùm em là đen tím số 5. Tím 5 chốt chị Lệ đặn nữa là em hết tím 5. Cái này là đen tím giùm em nha. Trời ơi, bộ này sao nó sang dữ vậy Quy. Bộ này còn trời phải không? Còn nguyên cùi phải không? Trời ơi, bộ này sang dữ vậy. Thun em, thun thôi lên nhung đẹp lắm chết. Đen tím số 5 đi chị Châu Tắm. Đẹp lắm, yên tâm đi. Phải nói không? Trời là trời. Chốt chị em mã này mã nâu đi. Đen tím em có một bộ, một đen tím chị còn bộ nào không? Ôi là trời, mã này đẹp quá. Chốt giùm em nâu, nó giống như cà phê sữa, tay vẫn phối ren. Bộ này đẹp lắm, bộ này rất là sang. Bông nó rơi rơi dạng xuân thủy là mặc biết chừng nào mà nó quê mấy chí ha. Chết. Nâu nam em chốt chị Ly Hồng. Nâu nam 67, 68 ký đâu lại giùm em nè. Nâu nam em còn được 2 bộ nữa. Nâu nam chốt chị Oan Thuận. Nâu nam chốt Thấm Hồng. Nâu nam em hết rồi. Chốt giùm em mã này mã đen 5 nha. Cái bông mi trang nãy khác màu. Chốt giùm em mã đen 5. Đen 5 có bộ 1 luôn. Ồ, bông đẹp đẹp không hả trời. Mặt nó sạch ghê luôn mấy bông này. Đen 5 chốt Ly Kim. Rồi em hết mã đen 5. Trời ơi, chốt giùm em mã này mã tím đi mấy chế. Đen 5 em hết rồi nha chế. Trời ơi, chốt em mã tím nè. Trời ơi là trời, đẹp ghê luôn mấy chế ơi. Nguyên bộ như em đăng nè, 75.000, chốt em tím nè. Trời ơi, giải rất là đẹp luôn. Chốt giùm em. Đâu rồi tím chốt Phú Quý Trinh và chị Võ Thị My là em hết, tại em còn 2 bộ thôi. Tím em còn 2 bộ rồi mấy chế. Tím em còn 2 bộ rồi, hết tím rồi. Hết tím rồi chế ơi. Em hết tím 5 rồi mấy chị. Mấy bông này đẹp quá trời luôn nè. Không, bên chị là tay gan vậy không mà em, tay gan nó mấy mắt nè. Chốt giùm em mã này mã đen xanh nha. Trời ơi quá đẹp luôn. Ồ, đen xanh này số 5 có bộ 1 luôn. Ở đâu mà có một bộ duy nhất đen xanh số 5. Đen xanh số 5. Trời ơi cái này số 4.
4, số 2 vậy đó. Lâm vậy. Mấy người cuộc em nó coi xây. Đen đó xanh em chốt chế ly kim một bộ. Chốt giùm em cái này sọc đỏ nè mấy chị. Sọc đỏ này em có số 2 bộ, số 4 bộ nha. Sọc đỏ này số 2 nè, số 4 nè. Chốt giùm em sọc đỏ số 2 và số 4. Trời ơi trời. Cột trong số 5 đẹp ghê không? Em mặc bộ sọc đỏ thì vô không có hàng bán. Em quên coi sai. Rồi buộc lại đi ra. Không, mà em đang mặc số 2 nó cũng thấy em thấy ôm nè. Sọc đỏ số 4 với Thanh Thị Lê. Chốt giùm em mã này là mã xanh tươi nha. Xanh, chốt giùm em xanh cam. Xanh cam mã này em có số 5. Xanh cam số 5 giùm em. 75.000 bộ. Quá rẻ và đẹp luôn. Xanh cam số 5. Trời ơi, bộ này đẹp quá trời nha ta. Nè, ý, có cái bông nè. Trời ơi, có cái bông nè, mấy chị chốt em là cam. Xanh cam chốt chị Thu Dân. Số 3 em hết rồi chị. Em có bán mà hết trơn, nãy vô mấy chị lựa hết trơn. Với lại số 3 em ít lắm. Em là hàng này nè, em lấy số 5 nhiều. Chốt giùm em là cam. Trời ơi, giải này y chang như gãy gắm nhật cho mấy chế. Đẹp quá. Dạ, em nghĩ này có tuần đi đám mấy chế. Dạ em bán lại luôn, dạ không có số 6 cô ơi, con có số 5 thôi. Chốt giùm em mã này là mã tím nè. Tím 10 giờ nha mấy chị, tím số 5 giùm em. Tím 10 giờ số 5, chị nào lấy chốt đơn giùm em, một bộ. Đừng chị bộ vàng thôi. Cam 5 chốt Hiếu Võ. Rồi em ok. Cam 5 chốt cô Hoa Hồng. Ủa cam 5 có bộ hả cô ơi? Chốt cô Hiếu Võ là hết rồi. Chốt giùm em vàng nghệ đi. Vàng nghệ nè mấy chị. Tím 5 cho Hiếu Võ luôn em. Mỹ Trinh con không có chốt đơn cho cô nha cô. Chốt đơn giùm em mã này là mã vàng nghệ nha. Vàng nghệ. Vàng nghệ này em có số 5. Và nghệ này có 4, có 5. Và nghệ có 4, có 5. Không có số 3. Chốt đơn giùm em là xanh dương. Xanh dương này em có số 5, có bộ duy nhất luôn. Nghệ 4 chốt chị Ly Kim. Chốt đơn giùm em là xanh dương. Xanh dương này chốt giùm em. Không bán là không bán, không cần lý do đâu cô. Hỏi lý do đi làm gì. Chốt đơn giùm em là xanh dương số 5, em có bộ 1. Dạ có 75.000 hả chị Thanh Thủy? Đẹp lắm chị Thủy ơi, dạ đẹp lắm. Chốt đơn giùm em. Xanh dương em chốt chị Hiếu Võ. Chốt đơn giùm em mã này là mã đen hồng số 5. 67, 68 ký đổ lại. Đen hồng số 5. Một bộ 1 hả? Hàng này giờ còn bộ không à mấy chế ơi. Mấy chế ơi, mấy chế à. Trời ơi, chốt giùm em mã này là mã hồng luôn. Hồng này số mấy đây? Ừ, hồng số 5. Đen hồng số 5 cho chị Võ Thị My. Chốt giùm em mã này mã hồng nha, hồng 5. Trời ơi, bộ này đẹp quá trời luôn nè. Chốt em bộ này màu đỏ đô đi mấy chế. Đỏ đô nha. Ở đâu số 5 một bộ duy nhất. Ở đâu số 5 em có một bộ duy nhất luôn. Chúc em đỏ luôn nè. Chúc giùm em mã này là mã số 5 đô cho cô Nguyễn Lợi. À đỏ đô em có bộ một và mấy chế ơi, có bộ à. Chúc giùm em mã này là mã sơn thủy đi. Dạ thun sô len nhung chị đẹp lắm chị Phương ơi. Chốt giùm em mã này mã sơn thủy số 5. Đưa chị mấy cặp mới ra đây. Thun chị bên em bán thun mà. Số
3 chị hết trơn rồi em gái ơi, hai mấy bộ bán trong vòng một nốt nhạc luôn em. Chốt giùm em mã này, mã hồng vàng. Hồng vàng số 3, số 5. Sơn Thủy với chị Ngôn Nhật mã đó đó. Chốt giùm em mã này, mã hồng vàng. Sơn Thủy em hết, hồng vàng số 5. Trời ơi cái bông này nó đẹp nè. Đó đô hết rồi chị ơi. Trời ơi. Chốt giùm em mã này, mã hoa hồng đi. Hoa hồng số 5 em có được 2 bộ cho mấy chị nè. Hoa hồng số 5. Cái mẫu này ở giữa nó có chiếc con, mình mặc không thấy bụng ha. Chốt giùm em mã này là hoa hồng số 5, 2 bộ. Dạ vừa chị mặc số 5 bao đẹp luôn. Chốt giùm em là hoa hồng số 5 em có được 2 bộ nè. Hoa hồng số 5 em có được 2 bộ. Hả? Ừ. Hoa hồng em chốt chị Hiếu bỏ. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Chốt giùm em mã này, mã riêu 5. Trời ơi trời, thấy cái bông thôi thấy cái bông thôi khỏi dập cái cổ là cũng khoái luôn rồi mấy chị, đúng không? Bông nó rất là đẹp. Chốt giùm em riêu 5 em có được 2 bộ nè. Riêu 5 có được 2 bộ nè. Riêu 5 chốt chị Lisa. Hoa hồng số 5 chị Phương Nguyên. Riêu 5 cho Đào Quyền Anh. Riêu 5 bộ chị mới thảy qua em á. Riêu 5 em hết luôn. Trời ơi bộ sọc này đẹp quá. Riêu 5 em hết rồi. Chốt giùm em sọc đen có bộ 1 luôn. Sọc đen này em có bộ 1 luôn nè. Trời ơi hot không? Hot hết luôn. Sọc đen một bộ duy nhất. Sọc đen. Sọc đen em chốt chị Ly Kim. Có một bộ một sọc thôi. Chốt giùm em mã này là mã hoa hồng. Hoa hồng số 5. Hoa hồng chốt đơn giùm em. Chốt đơn giùm em mã này là mã cam đất, 75.000 bộ cam đất. Cam đất số 5 em có được 2 bộ. Cam đất số 5 em có được 2 bộ nha mấy chị. Cam đất giùm em 2 bộ số 5. Chốt giùm em mã này là mã chữ xanh. Chữ xanh số 5 có 1 bộ. Chốt em cái này nhí cam. Nhí cam này em có bộ, chắc là lộn bộ này quá. Nhí cam này em có bộ luôn nè. Đẹp ghê không? Một bộ một nhí cam. Nhí cam, nhí cam. Nhí cam với chị Ly Kim. Chữ xanh cho Võ Thị My. Rồi em hết hàng. Chốt giùm em cái này là mẫu này là mẫu chiếc lá nha. Chiếc lá giùm em số 5. Nè đẹp lắm. Chiếc lá số 5 nhí cam em hết. Chiếc lá số 5. Chốt em cái này nhí hồng nè mấy chị. Nhí hồng nè mấy chị ơi. Nhí đẹp quá ha, nhí hồng. À, lá em chốt Phú Quý Trinh. Số 5 là 68kg đổ lại nhí hồng cho Ly Kim. Rồi em hết chiếc lá. Chốt giùm em nhí đỏ. Trời ơi xuất sắc nhí đỏ luôn. Hốt lẹ giùm em. Nhí đỏ có một bộ số 5 luôn. Chốt em nhí đỏ. Cái nào nhí đem ở đây hết chị bán. Đưa em chị bộ hồng mình đó. Ừ. Đây nè, ở đây còn ở đây có một bộ nè. Rồi. Nhí đỏ cho chị Ly Kim. Chốt đơn giùm em mã này mã hồng. Trời ơi mã hồng này đẹp quá. Nhí đỏ em hết. Mã hồng này chốt đơn giùm em là size 5. 70kg phải cao, bình thường 67, 68, 65kg mặc số 5 cũng được. Nè.
Chốt đơn giùm em là hồng ha. Hồng này đẹp lắm. Chốt giùm em hồng 5, em có được 4 bộ. Hồng 5. Bà ba, bây giờ em còn bà ba bộ ha chị. Nha chị. Rồi chốt đơn giùm em là hồng, đen hồng. Đen hồng giùm em số 5 có bộ rồi. Đen hồng số 5 này em có bộ 1 luôn, quá trời đẹp. Chết luôn. Quá đẹp luôn. Chốt giùm em mã này, mã xanh đen nè. Xanh đen số 5. Trời ơi. Trời ơi, mấy cái bông này mặc lên sạch ha. Xanh đen số 5 chốt đơn giùm em. Đưa cặp đấy chị. Đúng rồi. Đen hồng số 5 cho cô Tiết Huệ. Này nè. Rồi đen hồng em hết. Đen hồng em hết. Chốt giùm em mã này là mã hoa cam. Em có 2 bộ số 5. Hoa cam. Mã số 5 không? Trời ơi. Hoa cam này số 2 rồi mấy chị. Hoa cam số 2 rồi. Chốt giùm em mã này là mã thập cẩm nha. Thập cẩm. Thập cẩm chốt đơn giùm em số 5. Bây giờ còn lẻ lẻ không à mấy chế. Ôi. Bộ này đẹp quá vậy. Trời ơi. Chốt giùm em bộ này bộ sơn thủy đi. Này. Xuất sắc luôn. Trời đất ơi. Sơn thủy số 5. Có bộ 1 á. Rồi em lên áo khoác này cho mấy chị nào mua khoác 80.000. Áo khoác em còn ít. Chị Nguyễn Thị Uyên á, chị mua hàng của em xong sao em điện chốt đơn mà không lấy hàng vậy? Hả? Thủy 5 cho Hoàng An, chị Nguyễn Thị Uyên. Hô Văn Tơ, Nguyễn Thị Uyên gì nè. Sơn thủy em hết rồi, có bộ. Sao đặt đồ xong rồi cái bắt đầu điện chốt đơn không lấy vậy? Chốt giùm em mã này là mã xám nha. Xám 5. Sơn thủy em có bộ à. Chốt giùm em mã này mã đen 5. Rồi mã đen này sang nha. Dạ có 75.000 hả cục vàng ơi. Chốt giùm em là đen 5. Riêu 5. Xám 5 cho chị Thanh Thị Lê. Riêu 5 nha mấy chế. Riêu 5 giùm em. Đen cho Hoàng An rồi. Hoàng An ngưng chốt đi chị. Khách mới em không có chốt nhiều mấy chị thông cảm. Khách mới mà em chốt một người 5 bộ là dữ lắm rồi đó nha. Em không có chốt nhiều được. Đen em hết. Chốt giùm em mã này mã sơn thủy xanh nè. Mã này mới đẹp dữ nè trời. Chốt giùm em là sơn thủy xanh. Trời ơi xuất sắc luôn. Lên áo khoác luôn nha mấy chị. Số 5 68 ký đổ lại giùm em. Sơn thủy xanh. Sơn thủy xanh 75.000. Chốt giùm em là đỏ. Chốt giùm em là đỏ mai. Đỏ này số 5. Con bộ 1 nãy con bộ bán nè. Sơn thủy xanh cho chị Phương Nguyên nè. Chốt giùm em đỏ 5 con bộ 1. Chốt giùm em bộ này là bộ cam sữa đi. Cam này đẹp lắm. Cam này nó nhu lắm, mặc lên rất là sang. Chốt giùm em là cam sữa số 5. Rồi, em lên áo khoác cho mấy chị. Đỏ mai cho chị Nguyễn Liễu nè. Em lên áo khoác cho mấy chị 80.000, đẹp. Xin chị bộ. Bộ nâu tím này em có số 5. Nè. Bên em không có miễn ship chị. Bán lời có 10.000 một bộ à.
5 bộ là em lời được 50 ngàn rồi. Mà trừ qua tiền ship hết 40, mà còn lại có 10 ngàn, bán vậy bán chi mấy chị. Bán 5 bộ mà lời có 2 ngàn bộ, nghỉ bán cho rồi. Cam sữa số 5 cho Thanh Thị Lê 70kg vừa em mặc số 5 nè. Chốt giùm em bộ này là bộ nâu tím số 5. Là bộ đó là bộ em đang cầm. Ủa bộ đang cầm số 2 hả? Trời ơi. Cam sữa số 5 em hết rồi chế ơi, thông cảm. Nâu tím cho chị Ly Kim số 5 nè. Nâu tím nè. Đưa em chị 3 bộ ngoài cùng cái cây đó nè. Đưa nguyên cây lên nè. Trời ơi, bộ đen vàng giùm em nè. Nâu tím số 5 với chị Lisa nè. Rồi chốt em bộ đen vàng, em có bộ 1 rồi nha. Bộ 1 số 5 à. Quá trời sang. Không có miễn ship, mấy chị thông cảm giùm em. Chốt em đen vàng lời có 10 ngàn, mấy chị thấy 75 ngàn, mấy chị nhận đi. Thiệt luôn á. Bộ đồ này 75 ngàn kiếm ở đâu ra. Dạ bên em không có miễn luôn chị nhớ lộn rồi đó. Em bán từ nào giờ, nhiều chị mua mười mấy, 20 bộ em không có miễn ship được. Tại vì mấy chị mua càng nhiều á, là cái cân nặng nó càng nặng, cái tiền ship nó càng cao, nên em không miễn ship được. Đen vàng cho chị Phương Nguyên số 5. Bên em cũng không có miễn ship, tại em bán meo lắm. Mấy chị mua vài, mấy chị yêu thương, mấy chị biết rồi ha. Trời ơi, chốt em mã này là mã tím nè. Bộ này lên không sai, không lấy tiền bộ này luôn. 60kg mặt số 4 em đi. Rồi chốt đơn giùm em mã tím luôn. Trời ơi, cái bông này mà mặc không sang, không lấy tiền mấy cô luôn. Chốt em tím 5. Bảy mươi lăm ngàn nó rẻ thúi. Thiệt chứ. Bộ đồ này tao bán mà có dưới 120 em con mấy chị luôn. Chốt em mã này mã hồng. Tím chốt chị Lê Đặng bộ đó đi em, đẹp lắm. Chốt em mã này mã hồng nè. Nhiều chị khách mua bên em á, mua cái mua cho chị em đồ á, chị em đồ dòng họ đâu á, người già bộ giờ bộ mua giùm mười mấy bộ em cũng không miễn được. Chốt em hồng 4, tím 5 em hết. Hồng 4. Ủa hồng 5 chứ, sorry hồng 5. Chốt giùm em mã hoa cam. Hoa cam này số 5 nè. Đẹp chưa? Hoa cam số 5 chốt. Chốt giùm em mã này thêm một mã tím 5 nữa nha mấy chị, em lên nó khoát liền. Tím 5 luôn. Tím 5 chốt đơn giùm em. Trời ơi bộ này đẹp nè. Chốt giùm em mã này mã đen. Đen vàng số 5. Đen vàng số 5 giùm em. Tím 5 em chốt chị Tiết tím 5 chốt chị Ly Kim trước rồi. Đen vàng số 5. Mấy bông này lên sang lắm. Bảo mi. Mấy người làm chung một bộ 129k đúng rồi. Hàng này mua không có giá rẻ. Rồi em lên áo khoác. Đen vàng số 5 em chốt chị Tiết Huệ. Em lên áo khoác bán cho mấy chị hôm nay 80 ngàn một áo. Áo khoác đớm nha. 78kg không có rồi chế. Chế mỏng chiều. Áo khoác này em có size từ 45 đến 70kg luôn nha. Chị nào đã mua áo khoác này bên em bữa hổm rồi thì biết, có hổm em bán tới 90 hay 95 lần, bữa nay em giảm cho mấy chị còn 80. Giải cực kỳ đẹp và mát cực kỳ luôn. Hàng này là hàng cao cấp mấy chị, không phải đớm thường. Mát cực kỳ luôn, 80 ngàn một cái. 4 túi giùm em, 2 túi trong. 4 năm nữa rồi là gì chị Thanh Huy? Đơn hàng của chị em gửi cho chị chưa vậy mà chị nhận được 4 năm nữa rồi là gì? Đưa Thanh Huy đây kìa. Em thấy có một đơn. Em thấy có một đơn trong nhóm để em coi lại. Em thấy có một đơn của chị từ chối nhận hàng. Từ chối nhận hàng. Bên em gọi lại là thuê bao là sao vậy chị Thanh Thúy, Thanh Thủy gì nè. Số 711 đuôi nè. Em thấy ở trên bưu cục nó báo là hàng tới chị từ chối nhận. Lý do đi chị, lý do sao mà em gửi hàng chị từ chối nhận mà bây giờ chị hỏi là đơn hàng của chị em gửi cho chị chưa. Hàng tới bà từ chối rồi lấy gì em gửi. Nhiều chị ngộ lắm. Mua kem bên em thì bây giờ bên vận chuyển người ta để là mỹ phẩm. Điện, chị ơi là bà Minh Quỳnh đó nha.
chị ơi, người ta giao mỹ phẩm là chị có mua mỹ phẩm không? Tôi không có mua mỹ phẩm, tôi mua kem không à. Tôi không có mua mỹ phẩm shop Mimi, tôi mua kem của nó không à, rồi bơm luôn, bơm chai chống nắng với hũ kem luôn. Mỹ phẩm, kem là kem, còn mỹ phẩm là mỹ phẩm nha mấy chế, không có giống nhau đó. Ừ, bơm em luôn mấy chị, khách quan 300 ngàn. Em cũng không điện, em nói lạm mẹ gì, điện có bắt máy đâu. Ngộ thiệt luôn á trời. Kem mà người ta trong cái vận chuyển người ta kêu là mỹ phẩm giao tới, mấy chị ơi, shop Mimi giao mỹ phẩm mấy chị. Không, tôi không có mua mỹ phẩm, tôi mua kem không à, bơm luôn. Chị ơi, bên em gọi cho chị thuê bao luôn chị. Giống như là shipper á, nó giao cho chị xong đúng không? Nó giao cho chị mà nó nói là chị từ chối nhận hàng gì đó. Xong rồi cái bưu cục á, mấy đứa mày giải quyết đơn hàng cho em ở trên bưu cục quá, nó có gọi cho chị luôn, gọi thuê bao. Chị kiểm tra lại số điện thoại chị giùm em đi. Chứ có em mới nói, chứ không phải mà em tự nhiên em ăn nói kỳ cục đâu chị. Bởi vậy em mới kêu nó là giữ cái cục hàng của chị lại để em kiểm tra coi sao, chứ tại chị khách quen. Rồi bộ em đang mặc, áo em đang mặc là áo màu xanh. Đơn hàng gì thắc mắc á, nhắn tin giùm em đi mấy chị ơi, bây giờ em đang bán rồi, nó tới nó lui. Bả em không biết nữa mà khách quen giao tới nói mỹ phẩm không có nhận, đúng cái em mới nhận. Cái shipper điện em, shipper cười không à, shipper là đàn ông nha. Cái em nói, anh nói với chị giùm em là kem đó bên Shopee nó gửi, cũng không lấy luôn. Xanh này á, cầm anh số ký giùm em, tự lấy size được cầm anh size ở đây nha. Áo này mấy chị cầm anh số ký giùm em đi. Ví dụ 60kg, 70kg. Tại vì cái áo này á, nó chỉ có 3 size thôi, size 1, size 2, size 3 thôi. Mà size 3 nó tới 70kg lận. Mấy chị chốt giùm em áo này số ký, em chốt size cho mấy chị nha. Rồi rồi, để em điện nó liền, để em giải quyết liền. Đơn hàng nào bên em gọi điện chốt đơn là đã đi đơn hết rồi nha. Rồi chốt đơn giùm em, áo xanh này em có size từ 45 đến 70kg. Các chị mua áo, các chị comment cái cân nặng giùm em thôi, đừng chốt size trên này, tại vì số 3 nó tới 70kg lận. Áo bên em là 4 lớp nha, 4 túi, 2 túi trong, 2 túi trong và 2 túi ngoài, dây kéo rất là chắc chắn, 80 ngàn một áo. Và chốt size giùm em màu xanh nè. Mình đi đâu á, mình bỏ điện thoại vô trong túi áo, mình bỏ tiền vậy đó, mình kéo lại về khỏi sợ bây giờ, khỏi sợ giật. Còn hai túi bên này nữa, hai túi ở ngoài này có dây kéo, và kéo rất là chắc, yên tâm. Hàng này hàng người ta thanh lý em mới ôm được giá này, chứ hàng nghiêm không bao giờ có. Hàng nghiêm đặt mai cái áo này là 105 đến 110 ngàn, hàng nghiêm á nha, là hàng đặt mai á, người ta thanh lý em hốt được á mấy chị, may mắn lắm. Các chị mua được áo này là may mắn, em nói thiệt luôn, may mắn thiệt, tại vì nó rất là rẻ, 80 ngàn, 80 ngàn một áo thôi. Áo khoác size 3 chị Nguyễn Xuân nè, chốt giùm em xanh, xanh 3 chị Tuyết Huệ nè, 80 ngàn. Em nói thiệt, áo khoác đốm đàng hoàng, dây kéo, áo khoác có 6 màu em, chốt giùm em xanh nè, có nón luôn, mặt mát dữ lắm, mua đại đủ màu đi mấy chế nè. Dây kéo tao nói kéo lên tới có lỗ mũi em luôn, dây kéo lên tới đây luôn, bắt chịch luôn. 80 ngàn áo khoác đốm giùm em, chốt em màu xanh, có sổ ngón luôn nha. Mua đi, không làm đâu, em mặc cái này size 1 rộng nè, size 1 này á, tới là tới khoảng 55-56kg mặc size 1 cũng được nữa. Chốt giùm em xanh 80 ngàn, em còn ít lắm, mai mốt không có hàng nữa đâu mà em ôm bán cho mấy chị. Áo khoác xanh nước dừa lấy số 2 cho chị, 55kg. Xanh giùm em 80, mai mốt mấy chị kêu Mi ơi có áo khoác gì nó không có rồi, bà này bà nghĩ bà không khoác, bà đặt quá mà bà bán không được á, bà đặt vốn hình như là 101 một cái, bà đặt mai á nha, vốn là 101 mà bà bán ra là 159 ngàn, bán không được luôn thiệt. Chốt giùm em là xanh 80 ngàn, trời ơi má ơi nó rẻ. Chốt giùm em xanh lấy đủ màu em chị ra, trời ơi. Anh tay lại chân lên 70kg có luôn chị, 70kg mặc số 3 là ok. Xanh số 3, số 5 với chị Thanh Như, chốt giùm em đi mấy chị. Số 3, xanh 70kg là mặc số 3. Số 3 nó bự lắm. Rồi chốt đơn giùm em màu tím nè. Trời ơi là trời, u là trời, nhớ mẹ em là 4 túi nha, 2 túi trong nè, nè 2 túi trong, dạ 2 túi ngoài giùm em, 2 túi ngoài có dây kéo. Áo khoác đốm, giải mát rất là đẹp, hàng này hàng cao cấp á, không phải hàng thường đâu. Mấy chị nhìn cái dây kéo về, mấy chị coi cái dây kéo giùm em là biết rồi, rất là chắc chắn luôn, chứ không phải mỏng theo mỏng tét. Áo khoác xanh số 2 chị Lệ Đặng, chốt giùm em áo tím nè, có 2 cái dây này luôn, cột lại, ừ xiết lại. Rồi xanh số 3 chị Thoa Kim,
em còn khoảng tầm 300 áo nữa là em hết rồi, mấy chị chốt cho anh đi, chốt em tí nè. Áo ngoài này là có dây kéo nha, kéo tới kéo lui mẹ. Đây tím số 3 cho nhớ mang nhạc luôn. Chốt đơn giùm em. Trời ơi, 4 túi 80 ngàn. Nhận đi, mai mốt mua nữa là không còn hàng. My ơi, còn áo khoác hôn hết nha. Rồi chốt đơn giùm em áo tím nè. Áo khoác này em về là gần 600 áo đó. Rồi ok, em cảm ơn chị Mai Diệu Linh nè. Ôi chị Lê Thị Linh. Rồi chốt đơn giùm em áo tím. Kem 75kg em không có sai chị, 70kg thôi, 75kg mặc chật chật á. Chốt giùm em tím nè. Áo khoác lớn hả, dữ lắm. Nè, lên về là chạy xe máy nè. Tay Mai dài cho mấy bà sọt cái ngón vô luôn. Đó thấy không, chốt em tím 80 ngàn. Kiểm em nói thiệt luôn, bán cái áo này em lời 1 ngàn nè, em không phải con mi. Em lời đúng chỉ có 5 ngàn thôi, mà trừ tiền xe về đây nè. Tiền xe mà lấy một lần là 1.6 triệu, 1.7 triệu tiền xe nha. Tiền xe nè, rồi tiền điện thoại cho mấy bà nè, rồi tiền bọc ngủ, tiền băng keo, tiền công nhân viên nó ngồi trình hình đây nó chốt đơn nữa. Đó, không có còn lời luôn. Bán một cái áo là phải lời 30 ngàn, 20 ngàn mới gọi là lời, còn có 5 ngàn không gọi là lời. Lời 5 ngàn là trừ chi phí hết, là bán cái áo này vốn luôn, có lời nè, không phải mi luôn. Rồi chốt đơn. Xanh và tím với chị Hà Trần, 80 ngàn, đừng hỏi em cái câu có miễn ship hay không nha. Rồi, khoanh xanh với tím số 3. Rồi, tím số 3 chốt chị Lisa, đừng hỏi em là có miễn ship hay không. 80 ngàn thôi, có lời, tính ra là lời được 5 ngàn, thề luôn. Lời được 5 ngàn, tưởng này tưởng kia hết ráo hết lời luôn mấy chế ơi. Tím số 2 cho chị Trần Diệu. Ok chị Nga, ok chị Nga, mai em gửi luôn. Rồi chốt đơn giùm em là tím nha. Áo khoác tím này nãy giờ hai màu đó, màu xanh màu tím, là màu nào cũng dễ mặc hết trơn đó mấy bà. Màu xanh màu tím chốt đơn giùm em màu đỏ. Đỏ này đỏ cam nha. Đỏ này đỏ cam. Bốn nhớ giùm em là 4 túi. 2 túi trong, 2 túi ngoài. Nhận cái nhận hàng mà giải 80 ngàn mình cảm thấy mình bỏ ra mình mua cáo khác, nó thấy nó như thế ghê, nó giải thế ghê, nó bơm em. Bơm em. Thiệt. Chưa bà nào mua cáo khác này mà chê một bà nào luôn. Em bán hổm gà cho cỡ 500 khách cáo khác thì có, chưa một người nào chê. Tím một chốt chị Diệu Lê, chị Thùy Linh. Rồi, chốt đơn giùm em là đỏ. Trời ơi là trời, cái gì nó nhỉ, cái dây kéo thôi cũng xịt, người ta đặt 110 ngàn một áo đó nè. Hai túi giùm em. Mặt nó mát lự rồi, không có nóng. Dải nó mềm rất là đã. Đỏ số 2 là khoảng 60kg đổ lại chốt chị Mai Nguyễn. Đỏ này đỏ cam, trời ơi, có nón nha mấy chế. Đỏ cam chốt thì chị Trang số 5. Ủa số 3, số 3. Số 3 là 70kg đổ lại nha. Nguyễn Hồng Phượng đỏ 3. Số 3 là tới 70kg rồi mấy chế. 65, 66kg mặt số 3 ok. Hai túi ngoài có dây kéo dùm em, dây kéo rất là xịn, bảo đảm 80 ngàn mấy bà kìm hết cái Việt Nam này, không ai bán được. Hết cái Việt Nam này luôn. Thiệt. Tiệt tìm đi ở đâu áo khoác đớm này 80 ngàn nhắn em mua. Em lấy ngàn cái em bán ra 90 được. Không bao giờ có nha. Rồi chốt giùm em là đỏ. Đây, 4 túi, 2 túi trong, 2 túi ngoài giùm em. Rồi chốt giùm em màu này là màu ruốc nè. Nhất là cái dây kéo của nó rất là chắc. Dây kéo chắc lắm. Đây, 50kg mặc số 1 giùm em. Diệu Hạnh cho em số điện thoại đi chế nha. 80 ngàn, bên em ship từ 2 áo. 45kg mặc size 1, em đang mặc là Tâm Kiều ơi. Đỏ cam số 2 cho Diệu Hạnh cho em số điện thoại. Em 48kg nè mấy chế, em đang mặc áo số 1 nè. Ok chưa? Rồi, chốt giùm em màu này là màu ruốc nha. 2 túi trong, 2 túi ngoài, mua đi. Em nói thiệt, không phải nói mà để mấy chế mua này kia đâu. Khách bên em mua đủ màu mặc luôn á mấy chị tin không? Nè. À, dạ, giải đẹp á chị Nga, đỏ cam số 5 cho ngoại na. Ủa số 3, trời ơi tao đọc mà tùm lum không mà trời. Rút số 2 cho nhóm âm nhạc. Rút 2 nè. Rút 2 với 3 cho chị Phương Thanh. Hai cái luôn. Rút một cái, rút 2 đăng cái nữa. Rồi. Số 3 70kg nha mấy chị. Rút 3 chốt Trang Phạm.
Rồi, đỏ cam số 2, hoa thiên lý cho em số điện thoại. 80 ngàn mua đi rồi tìm em, yêu em luôn, nói thiệt mấy bà. Rút một cho chị Thùy Linh. Rút 4 và 3 cho chị Thâm Giang, cho em số điện thoại đi chị đẹp yêu dấu. Rồi chốt giùm em rút nè. Thành Đạt, xanh 1 và tím 1. Xanh 1 và tím 1 phải không chị Thành Đạt ơi? Màu đỏ hình như mới lột ra phải không em? Màu đỏ mới lột ra luôn em. Vuốt 3 cho cô Hoa Hồng. Đỏ cam chốt Thanh Như rồi. Rút 2 chị Mỹ Tiên, số 2, 5, 7, 8 phí. Đỏ cam số 1 chốt Thúy nè. Thêm rút 2 và 3 cho chị Phương Thanh. 80 ngàn một áo, quá đẹp. Rút 3 cho chị Mai Mai. Mặc đi rồi ghiền tìm em, bà này mới hết báo khoác rồi. Bà còn bán một miếng thanh lý cho mình được. Đỏ cam số 2 và số 3 cho chị Phương Thanh. Rồi, rút 3 cho chị Trần Khôi. Trần Khôi ơi, số 3 là 70kg trở lại nha chị. Rút 3 Trần Khôi. Chị comment nhiêu ký đi em chốt say cho. Rút 52kg cho Quyền Anh số 1. Và rút 63kg số 3 cho Quyền Anh. Ok chị, ba áo hả? Em thấy chị chốt 3. Một xanh với một tím này với màu gì nữa chị? Áo đỏ số 3 cho chị Lệ Đặng. Đỏ đẹp lắm, đỏ cam. Tím 3 cho Nguyễn Xuân. Rồi, tím 3 cho chị Mai Nguyễn và đỏ cho chị Mai Nguyễn luôn. Rồi ok, em chúc chị Mai Nguyễn. Dung 65kg rút. Số 3 cho Dung Dung luôn em ơi. Rút cái rồi. Rút 3 chứ còn không. Rồi rút 3 hết rồi. Rút 3 em hết rồi Dung ơi Dung. Rút 62kg. Màu đỏ cho Thành Bạc. Rồi đỏ cam số 1. Rút 3 em hết hàng rồi nha mấy chị. 60kg đổ lên, rút 3 em hết rồi. Rồi đỏ 1 cho Thành Đạt. Áo phá 60kg màu đỏ cam cho Thanh Trần số 3. Rút này rút 70kg em hết. Rút 60kg đến 70kg em hết rồi. Rồi 65kg mặt số 3 đi chị. Đỏ cam số 5, số 3 cho chị Ngọc Bích. Ký tới 70kg mặt số 3 giùm em ha. Dạ 65kg mặt số 3 đó chị Mai. Rồi chốt giùm em mã này là mã hồng. Đẹp quá. Trời ơi 80.000, tìm hết đi. Tìm hết đi mấy bà, có ở đâu bán em mới sợ luôn. Hàng này hàng thanh lý là người ta lỗ nè. Giải rất là mát luôn. Thật sự. Đi ra công chuyện đồ ngoài nắng là mặt đã lắm, mắt rượi. Dạ đùi em hết rồi chị. Rồi chốt đơn giùm em màu hồng. Hồng 5 em chốt chị Hoa Kim. Ủa hồng 3, tôi nói hồng 5 hoài. Hồng 2 cho nước dừa nhỏ này mắc lỗ mắc phải ra ngoài quay. Rồi chốt hồng 2 cho nước dừa. Lê Thị Phượng cho em số điện thoại đi chị. Lê Thị Phượng hồng 3. Hồng 2, 2 cái cho chị Phương Thanh. Hồng 3, 2 cái cho chị Phương Thanh luôn. Hồng 3 cho nhóm âm nhạc. Trời ơi, quá sức luôn. Dây kéo chắc lắm, đừng sợ. Nghe nói 80 ngàn, chắc cái áo về chắc mặc cái gì được mà mặc, yên tâm đi. Gặp ai với gặp em là mấy bà đúng người luôn. Đó, bịch cái khẩu trang vô nữa là ngon luôn.
số 3 70kg giùm em nha, số 3 62-63kg đổ lên. Hồng 3 cho Quỳnh Dung 80.000 một áo giùm em đi chế, có size 70kg đổ lại, đẹp lắm, giải nó mát cực kỳ luôn. Không có số 5 bà ơi, có số 3 mà, tại chị khơi chị đọc lộn á. 70kg mà số 3 mà chị đọc lộn số 5 không. Chốt giùm em là Hồng. Hồng này em có từ 45-70kg, cân comment cân nặng giùm em, chốt size cho mấy chị nha. Hồng mấy màu này nhu nhu mặt đã nè. Áo khoác may bằng vải, thử áo khoác bằng vải sao chịu nổi chứ. Áo khoác bằng vải không có độ giãn sao chịu nổi chị. Rồi rồi sao nó thấm mồ hôi. Ừ, số 3 lớn nhất, số 3 70kg á. Hồng 3 cho chị Minh Lê. Chốt giùm em màu này là màu xám nè, màu này em bán chạy nhất luôn. Xám này xám 3 hết luôn hay gì rồi em. Xám này em còn 60kg đổ lại thôi, số 3 hết. Nãy anh Tùng anh dục ra hết rồi. Xám này 70kg hết nha. Xám 70kg hết rồi mấy chị, còn xám 1, xám 2, 60kg đổ lại. Hồng số 3 cho chị Út em. Xám 3 hết hàng. Xám 3 em hết hàng rồi mấy chị yêu ơi. Mấy chị yêu ơi. Hai túi trong, hai túi ngoài, da kéo rất là chắc và đẹp nè. Hàng người ta may thương hiệu luôn mấy bà thấy không. Số 3 đỏ cam chút chị Mỹ Tiên. Xám này em hết rồi. Xám này số 3 hết rồi. Màu xanh rồi, đưa xanh số 1 đi. Rút số 1 chút cho Tiên Nguyên. Xám số 1 cho Tiên Nguyên. Xám màu này em mắc đắt lắm. Xám số 2, 2 cái cho chị Phương Thanh. Xám này em còn 1, 2 thôi mấy chị. 70kg hết rồi, 60kg đổ lại còn ha. 52kg mặt xay em đang mặc này chứ. Có nha chứ. 80.000 đẹp lắm. Nhận hàng cho kiểm tra hàng đối với mấy chị khách mới chưa mua em lần nào yên tâm. Còn khách cũ cho kiểm luôn. Khách cũ càng mến rồi càng mến thêm ha. 80.000 em bao cho mấy chị luôn, không bao giờ ai bán mấy chị giá này. Ok. Đỏ cam số 5 cho Thoa Kim. Ủa số 3 à? Trời ơi 70kg cứ nói số 5 hoài. Xanh số 3 cho chị Lisa Nguyên. 81 cho chị Thùy Linh. 81 sắp hết luôn rồi. Thôi chị lấy cho chị C3 đi chị. Áo xanh còn đợi chút xíu thì dịu hạn. Hồng 3 chốt chị Trương Yến. 80.000 một áo bao luôn. Tím 3 cho chị Trương Yến. Rồi còn mấy cái. Hồng số 3 cho Phượng Ngọc. 2 cái nè. Rồi với một cái xám số 2 cho Phượng Ngọc luôn. Rồi chốt đơn giùm em áo màu xám này. Em còn 1 còn 2 thôi. Chốt giùm em màu xanh đi. Xám hết mấy chị lấy xanh đi, xanh đẹp lắm. Xám 62kg chốt chị Lê Phượng số 2. Hồng 60kg lấy số 3 cho Thanh Trần. Số 1 là 55kg đổ lại. Xám 1 cho Quỳnh Phụng. Rồi xám 1 còn có cái mới lột ra luôn hết đi. Rồi. Đồ bộ áo dây. Áo dây. Áo tay, tay dài, quần dài, đầu lửng. Dạ em không xỉ đâu chị. Lấy hai cái chị chọn màu giùm em nha chị Mũi. Xanh số 3. Xanh đẹp lắm, không có xám mấy chị lấy xanh đi, bảo đảm mà xanh này rất là ưng. Xanh 3 cho ngoại na, dục xanh lên là đầu trên này luôn. Xám 2 cho chị Minh Lê. Rồi, xanh 3 cho chị Út em. Số 3 65-70kg, xanh 3 cho chị Mai Nguyễn. Xanh 3 cho Quỳnh Anh. Xanh này đẹp lắm. Xanh cho Ngọc Bích. Xanh cho Trang Phạm. Xanh cho Lê Minh Khang. Trời ơi quá đã. Chị Nguyễn Mũi xanh 1. Chị Nguyễn Mũi cho em số điện thoại. Hai áo 160, ship 30 nữa có 190 nè mấy bà. Bữa chị mua 6 cái chia cho mẹ với em gái hả? Đúng rồi. Giải này mấy chị cũng mua bên em lần nào chưa? Giải áo khoác nè. Mua bên em cho em một cái bình luận phản hồi đi mấy chị.
phản hồi cái áo khoác này giùm em giá 90 đi, đừng nói giá 80 nha. Qua hả, bán 90 lận cho em cái bình luận đi. Mặt mà không ghiền quá không phải mi luôn, nói thiệt mấy bà bán hàng là không lợi nhuận nha. Chị Hạnh ơi, chị lấy xanh số mấy chị Hạnh? Cho em lại số ký đi nha. Tại vì cái này số 3 là 70 kg, số 7 số 8 kg đã lắm. Giải rất là mát, mặc nguyên ngày luôn. Cái này mà mặc mà chùm mũ kem ha, sức kem anh em mà mặc vô một cái nó trắng banh nóc nhà luôn, mà nó mát lắm, nó không bị hầm. Ủa hả, chị Linh mua hình như là đủ màu luôn, 6 cái luôn đúng không? Chốt đơn em xanh nè. Xanh có 1, có 2, có 3 là từ 45 đến 70 kg. Cho em cái chìa cái xa cân nặng của mình đi chị Hạnh. Bộ đang mặc hả? Đồ bộ hả? Đồ bộ đang mặc số 5 em hết rồi chứ. Rồi. Dạ em cảm ơn Hoài Na. Hồng số 2 chốt cho Trần Khôi. Rồi. Rồi ok, xanh 3 em chốt chị Hạnh Phạm. Mặc mát lắm. Ok, chị xanh 3 em chốt chị Hồng Phương. Rồi chốt giùm em 80.000 cái áo khoác. Rồi. Chị Diệu Hạnh mặc áo khoác bên em số 2, dây kéo mướt lắm, đúng rồi. Em ưng một cái nó là chỗ dây kéo nữa, cái dải nó là ok mà cái dây kéo nó rất là chắc chắn luôn. Mình tại vì lúc đầu á bả thanh lý em nghĩ là giá này nó hơi mềm, tại vì mình cũng nắm cái giá thị trường rồi. Không biết từ sao. Mà bà này là nói chung là bả rất là uy tín, bả mặc ăn lớn lắm, tiền tỷ tỷ không à. Em làm ăn bả từ nào giờ đó. Bả nói dải đẹp, cứ yên tâm mà về rồi cái dây kéo một cái là em thấy em ưng liền, tại vì thường thường những cái hàng này họ không may dây kéo xịn đâu. Chọn màu giùm em đi mấy chị nha, 63 cái mặt số 3 giùm em. Chọn cái màu giùm em đi chị Mận Nguyễn ơi, chọn cái màu giùm em đi chị đẹp nha. Chọn cái màu đi chị gái. Nè màu đỏ cam này, mặc lại đỏ cam cho mấy chị nè. 6 màu, nhưng mà cái màu xám size 3 em hết rồi. Chị Út em ơi, size 3 em còn tím. Cái size của chị á là em còn tím, còn xanh, còn hồng và còn đỏ nè chị. Đỏ này đỏ cam, chứ không phải đỏ tươi, nó không có hắc lắm đó mấy chị. Đỏ này em còn size nè. Mẹ với em gái nói áo ghẻ mà mặc đúng rồi. Em là cái người bán. Em nói thiệt, lúc nào ấy ai cũng muốn mua đồ ghẻ và đẹp hết. Bản thân em cũng vậy. Và em đi lựa đồ lúc nào em cũng suy nghĩ là ừ, cái hàng này mình phải bán ra giá như thế nào để mình có khách hàng nhiều. Ví dụ như bây giờ bộ đồ em là 10.000 đi, mà nãy giờ em bán được 200 bộ thì em cũng kiếm được 2 triệu. Đó, ví dụ vậy. Chứ em không có cần mà bán một bộ đồ mà lời 40-50 ngàn, mà mình bán ngày được có 2-3 bộ hay là 5-10 bộ, đúng không? Chủ yếu là bây giờ mình bán nó rẻ rẻ xíu cho mấy chị vừa túi tiền mấy chị mặc. Rồi đỏ, đỏ số 3 em chúc chị Lê Minh Khang. Đỏ cam số 3 em còn được mấy áo thôi. Một xanh với một tím ha. Rồi chị Mận Nguyễn cho em số điện thoại nè. Nó xanh với cái tím số 1. Rồi 80 ngàn một áo đỏ này mặc rất là ok. Em cũng chừa lại một cái, em cũng kem với mấy chế. Em chứ cái gì em ngựa bà dữ lắm mấy bà ơi, bây giờ tủ nó quá trời luôn nè. Nè, tím số 3 cho cô ngoại nè, 80 ngàn. Hồng 3 cho chị Nguyễn Xuân nè. Hồng nè, chốt đơn giùm em. Đỏ cam, đỏ đó mấy chị. Hai túi trong hai túi ngoài mua đi rồi ghiền em luôn. Thế toàn là khách là bữa hổm mua hai cái là bây giờ mua thêm không luôn. Số 3 tới 70 kg nha chị Bích Hợp ơi. Đỏ số 3 cho cô Minh Lê. Chị Bích Hợp comment lại cái cân nặng giùm em đi chị. Số 3 tới 70 kg là ha. Đỏ cho chị Bích Hợp. Đỏ số 1 cho Nguyễn Muội. Đỏ số 1 đi. Đỏ số 2 cho chị bé Sóc Lâm. Số 2 là 57-58 kg đổ lại. Rồi, hồng số 1 cho chị Quỳnh Phụng. Rồi, chốt đơn giùm em đỏ cam nè. Hai túi ngoài, hai túi ngoài thì để tiền tiền gói gọn lại đi chợ đi búa đồ vậy đó, để vô được. Ở trong này mình để cái điện, hai cái điện thoại hai bên đóng bụng. Em đi đâu em cũng hay mặc áo khoác này đang để điện thoại lắm. Số 3 em còn đỏ em đang mặc nè, còn tím với còn xanh với còn hồng á chứ. Ok chị Thùy Linh. Đỏ cam. Đỏ cam số 3 em chốt Trần Khôi. Em còn tím nè, tím số 3 em còn được mấy áo hay.
hả? Tím số 3 em còn được 3 áo nè. Chốt em tím 70kg đổ lại em có size. Cái này nó thun co giãn mấy chị dễ mặc lắm. Dù 72-73kg thích ôm như cũng vừa nè. Chốt giùm em tím nè. Tím 2 cho chị Phương Thanh. Tím 3 cho chị luôn là mình còn tím không? Rồi em hết tím luôn rồi mấy chị. Em hết tím rồi. Hết tím 3 rồi. Em hết tím 3 rồi chị Út em ơi. Nãy chị không chọn. Chị Nguyễn Linh lấy size mấy chị? Nguyễn Linh ơi chị nhiêu ký? Cho em lại size đồ đi chị Linh. Xanh, xanh số 2 cho chị Trần Diệu. Tím 70kg em hết rồi, 65-70kg rồi em hết rồi. Số 3, số 4kg em hết luôn. Tím bây giờ em còn 57-58kg đô lại. Tím em hết rồi chị. Em chốt cho chị cái đỏ trước nha, đỏ 3 cho chị Nguyễn Linh đi. Số 3 bây giờ em còn màu số 3 này tới 70kg nha chị. À, số 3 này em còn xanh nè, còn hồng em đang mặc nè. Với đỏ thôi, tím hết rồi, tím với xám em hết. Ghê không? Lên bán cái là văng liền luôn. Ở đây còn chắc khoảng 200-300 áo nữa. Chốt giùm em hồng. Mà hồng này mặc cũng rất là sạch. Hồng 1-2-3 giùm em, hồng 3 cũng còn ít luôn rồi. Chốt giùm em hồng nha. 80.000. Trời ơi, mua đi mấy chế. Em thấy nó rẻ quá trời luôn. Thiệt á. Hai túi ở trong, bỏ điện thoại giùm em. Ở ngoài mình tiền đi chợ mình cũng cuộn, là bỏ ngoài có dây kéo cho chắc rồi, không bao giờ gớt. Dây kéo gớt là xịn sò nha mấy bà. Chốt giùm em hồng 2 cho chị Kim Thủy. Em có hồng, em có xanh, em có xám, em có đỏ. Hồng 3 em chốt chị Bích Hợp. Số 2 em có đỏ, có xanh, có xám, có hồng, có ruốc luôn chị. Có màu ruốc nữa. Hả? Ờ, số 2 với số 1 là còn đủ luôn. Hồng 3 em chốt chị Hạnh Phạm. Nè. Số 3 màu hồng chị Ngọc Vân. Số 3 là 70kg, phải cao cao xíu nha chị. Số 3 em còn hồng, còn xanh, chứ còn đỏ, đỏ cam. Đỏ cam đẹp lắm, em khoái màu đỏ cam. Hồng 2 cho bé Sóc Lâm. Chốt giùm em mã này là mã ruốc nha. Ruốc này em có 1, có 2 thôi, số 3 em hết luôn rồi. 60kg đổ lại, 57-58kg đổ lại. Cái dây kéo nó chắc lắm, dây kéo nó rất là êm, dày. Chốt đơn giùm em là ruốc 1, 2, 3. Ủa 1, 2 chứ. Ruốc khoảng tầm 60kg lại, trời ơi nó bay tóc vô cái mặt muốn ngứa muốn chết vậy. Chốt giùm em là ruốc nè. Ruốc này em có 1, có 2 thôi. Ok giùm em 80.000 áo. À em ê à, số 3 đỏ cam thì Ngọc Vân lên xả áo áo Quảng Châu. Áo lẻ Quảng Châu đẹp cực kỳ luôn. Size từ 65kg đổ lại. Rút 2 cho chị Kim Thủy. Ra áo Quảng Châu cho chị đi. Rồi áo Quảng Châu xả mấy bà 75.000 luôn. Bộ đang mặc 70kg hơn. 70kg hơn không có size chị. Em có 70kg thôi mà. Có số 5 không? 75.000 bộ đẹp lắm. Nè cam nè em. Em ra áo Quảng Châu cho chị đi. Bán mấy chị, bán tặng mấy chị 75.000 áo đi. Nhập vô 75 bán 75. Bà nào cũng mua được tiết gắn chịu, giải rất là đẹp. Bữa mẹ em qua em cho mẹ hết 3-4 cái. 65kg đổ về. Chị nào mặc đồ size 4 đổ về là vừa. Không có say, nó phi say. Rút 2 em giúp chị Đặng Thương đỏ cam nè em gái. Bộ đang mặc 70kg hả? Còn hàng không hết rồi chị ơi.
ăn mặc 70kg hết rồi. Nè áo đỏ cam 70kg đổ lại 80.000 áo. Lên áo đá Quảng Châu cho mấy chị mua. Đẹp lắm. $75.000 mà không mua cái nữa. Hàng người ta bán là 170.800 á. Bộ đang mặc không có 70kg mấy chị ơi. Rút ký tím 65kg hết hàng rồi Dung. Ok, đỏ số 3 chốt chị Diệu Hạnh. Bộ em đang mặc 70kg hết hàng. Đỏ số 2 cho chị Kim Thủy luôn. Rồi đây. Rồi đây. Áo Quảng Châu xả vốn cho mấy chị nè. Em không có hộp bán áo. Em có hộp bán áo lẻ rồi. Chị hốt thì em đi chứ em ngưng em không lên áo lẻ nữa đâu á. 75.000. Giải von mà đẹp lắm. Dạ 57kg mặc số 2 là đẹp á chị. Nè. Xuất sắc luôn. Nè. Ok chị thì Linh. Để em cởi cái áo ra, em này tới 65kg lận nha. Mấy chị khoảng 62, 63kg thôi, 65kg chắc hơi chật á, 62, 63kg thôi. 75.000 một áo, 2 lớp đàng hoàng này mấy chị thấy không? Mai 2 lớp đàng hoàng luôn, hàng Quảng Châu đẹp lắm. Vàng Út ơi, cô nhiêu ký cho cô lấy xe máy cho cô ơi. 65.000 cái áo vôn Quảng Châu ép đá. Nè. 75 chứ quên, trời ơi nó 7 bạc. Nè. 65kg đổ về, ở 62, 63kg đổ về. Đẹp chưa? Chốt giùm em mã này mã cam 75.000. Trời ơi, xuất sắc luôn. Hàng này phi xây nha, cô Vàng Út ơi, Út Vàng gì nè. Cô mình nhiêu ký, mình cao nhiêu cô ơi, đặng con biết con mới lấy xây được đó cô. Chốt giùm em đi mấy chị ủng hộ em 75.000 nha. Tím rút số 3 hết rồi em ơi. Số 3 bây giờ chỉ còn xanh với lại màu hồng thôi em. Hết hàng rồi Dung. Trời ơi xuất sắc luôn. 75.000 hàng này mà mấy chị đi mua ở ngoài mà không 170.800 mới sợ. Nè. Hai lớp luôn nha. Hai lớp là mình mặc áo lót á. Không có thấy. Đó, rất là ok. Cái tay rất là dễ thương, phù hợp tới mọi lứa tuổi luôn. 60kg, 62, 63kg đổ lại giùm em. Chốt giùm em mã này là mã cam. 75.000 áo. Chốt giùm em mã này là mã sọc xanh đi mấy chị. Sọc xanh này tay lỡ luôn. Chị Ngọc Vân hả? Chị Ngọc Vân 65kg, 1m67. Hình như chị Ngọc Vân mặc đầu bên em số mấy vậy ta? Cái này mặc đầu bên em số 4 mới vừa nha. 70kg không vừa đâu chị. 70kg chắc vô không được. Tại cái tùng nó hơi nhỏ. Chốt giùm em mã cam này. Chị nào mặc đồ bên em size 4 đổ lại mới vừa nha. Không chị ơi, đồ bộ bây giờ em hết luôn rồi. Còn có mấy chục bộ à. Chốt giùm em mã này mã xanh nè. Xanh này 70kg vừa nè. Xanh tay lỡ giùm em. Áo cam chốt của Thanh Trần 75.000. Trời ơi. Để đi chị làm. Quá đẹp. Nè. Áo cam 75.000. Áo cam cho Trần Thôi đẹp lắm chị Thôi ơi. Cậu con gái nè. Rồi ok lấy cái khác đi. Chốt giùm em áo xanh này 70kg nè. Áo xanh này 70kg vừa hơi bự nè. Áo xanh này tay lỡ cánh tiên, ở tay lỡ. Chốt giùm em áo xanh này 70kg nè. Cũng 75.000 luôn, quá rẻ. Nhận hàng đi rồi kiếm em mua áo là em không có hợp với bán áo, em nghĩ là em bán áo lẻ thôi. Ý là áo lẻ lấy có 200 cái thôi đó. Chốt giùm em mã này mã đen. 62kg đổ về chốt em đen. Cam chốt Hồ Trang. Cây bên kia. Ừ. Rồi chốt em mã đen nha, 75.000 đen cho cô Diệu Liên nè. Ừ. Đen cho cô Diệu Liên. Áo khoác màu ruốc và màu hồng. Cho Hồng Linh số 1. Rồi. À, mã cam cho chị Ngọc Vân.
màu hồng cho Hồng Linh nè, nè cam cho Ngọc Vân nè. Thì đây nè, rồi chốt kìa, mấy mã đen 75.000 ở Quảng Châu, 65kg, 62, 63kg đổ về mã đen. Em đang mặc là mã cam. Lớn tuổi mặc mấy cái bông này đâu sao đâu vậy. Chốt giùm em là xanh lá nè. Trời ơi, xuất sắc không? Sang. Rồi ok Hồng Linh. Rồi chốt giùm em là xanh lá. Trời đất ơi, giày còn đầu cái gì nữa. Giày mặc thêm cái quần màu đen nữa, quần jean ha, hay là quần quần gì cũng được hết trơn. Quần màu đen hay là quần jean hay quần trắng gì cũng sang. Chốt em xanh lá. Cái này chỉ có size 4 thôi, không có số 6 nha cô ơi, hàng được free size giùm con. Đen số 4 cho đen 65kg cho Ngọc Vân đi nha. Đen cái áo chị mặc rồi. Ủa cái áo chị dơ lên á. Ừ. Rồi chốt em mã này mã xanh lá. Cái tay nó có nhí ra xíu nha. Trời ơi, 75.000 kiếm ở đâu ra mấy bà ơi. Chốt em mã đen. Ủa mã này mà là mã lá, xanh lá. Xanh lá chốt cho Hồ Trang. Mã đen chốt cà rốt. Xanh lá chốt Ngọc Vân. Dạ không, cái này size nhỏ không mà chị. Khoảng 62-63kg đổ lại thôi nè. Đó Quảng Châu. Xanh lá. Xanh lá em đang mặc, chị nào lấy chốt giùm em. Trời ơi màu đỏ nè. Trời ơi xuất sắc luôn. Ở cái này màu vàng chứ, chốt giùm em là vàng. 65kg đổ về mã vàng này giùm em. Tay lỡ luôn. Trời đất ơi 75.000. Chốt giùm em vàng nè. Lá đẹp quá. Phải nói 75.000. Vàng cốt cho cốt luôn. Chốt cho cô Trần Huệ đi. Sang lắm. Mặt đựng nó 75. Nè chốt em màu da. Nè. Áo màu da nè, đủ sang chưa? Đủ, có 75.000 thôi. Rồi. Vàng chốt Ngọc Vân. Nè. Rồi chốt giùm em mã này là mã màu da. Em sắp bông rồi chị luôn. Sắp bông rồi cột rồi luôn, hốt bán cho dễ. Chốt em mã màu da. Màu da này sang ghê không? Màu da này mấy chị mặc chứ có quần màu trắng một cái là đẹp. Da chốt Thanh Trần. Thiệt mặc chứ có quần màu trắng một cái là hết ý luôn. 75.000. Xanh lá này bán rồi. Áo màu da, chốt đơn màu da giùm em. 62-63kg đổ về. Trời ơi. Chốt em xanh dương. Mấy cô chung tuổi mà không mua áo này mặc là hối hận luôn. Quá rẻ. Áo màu da chốt cho Cần Trần thôi. Hàng này mua về đi chia lại trăm mấy nha, 120-130. Chốt giùm em màu này là màu xanh dương nè. Chốt giùm em mã này là mã xanh dương nè. Trời ơi xuất sắc chưa. Giày mà mấy cô không mua thì thôi gọi rồi nè. Giày mà mấy cô không lấy nữa là con không biết bán gì luôn, sợ thằng muốn chết. Là xanh dương nè. Đó nằm đâu đùi nè. Cam. Da. Yeah. Đen hồng. Xanh lá. Màu da chốt cho Ngọc Vân. Chốt giùm em mã này là mã xanh dương. Rồi em có gì không chị, mấy bữa nay em nghỉ mà em đâu trực điện thoại chị. Vàng cho Hồ Trang.
hoạt. Rồi, xanh dương cho Ngọc Vân. Chốt xanh dương đi. Ui da, ui da, ui da. Trời, 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 trời. Những chỗ cút ngón tay. Cái này hình như em có một cái hộp hay gì nè. Ôi, bộ này đẹp quá nhỉ. Chốt giùm em mã này đen đỏ nha. Đen đỏ giùm em. 65kg đổ về. Áo này là đen đỏ tay lỡ. Hình như con cái một cái kiếm cái bông này có không nhỉ? Bông này sao lạ quá. Đen đỏ hình như bông này có con cái một hay gì à? Đen đỏ cho cô Lê Thị Si nè. 75.000 áo hả cô? Kiếm mấy cọc kia có mã không? Sao nó lạ vậy? Để con kiếm coi mấy cô ơi, sao đen đỏ sao mà nó lạ quá vậy. Đen đỏ không có rồi. Đen đỏ kiếm cái cọc khác vậy đó. Nè, đen đỏ nè. Đen đỏ cho cô Trần Huệ nè. Hồi hên quá, cọc này có hai cái luôn. Đen đỏ cho Ngọc Vân nè, không có miễn ship chị, bắn lỗ rồi. Bớt bớt khỏi miễn ship giùm em đi chờ. Nghĩ sao? Nghe hỏi miễn ship không là nổi điên lên rồi đó. Đen đỏ em hết hàng rồi mấy chị. Đen đỏ coi cọc đó coi còn không. Bắn có 75.000, phải chi bắn 100 mấy ra hỏi miễn ship. Còn đây ngập nè. Bán 75.000 áo mà bán lỗ muốn lòi le rồi. Vô hỏi miễn ship không. Trời trời mấy chị tiền. Mấy chị mua được đồ rẻ mà 30.000 mấy chị tiếp vậy. Mấy chị thôi mấy chị đừng mua đồ mấy chị ơi. Em nói thiệt à. Mấy chị tiếp tiền ship thôi mấy chị đừng mua. Ra chợ lựa đi cho đã. Đen đỏ em hết rồi chị Mai ơi. Em kiếm cho chị nè coi tập đó còn không. Nhưng còn hay gì bà banh ra luôn đi. Nó tùm lum bông hết trơn. Em không có xanh rêu chị. Vậy không phải. Em không có xanh rêu. Chốt giùm em mã này là mã chiếc lá nha. Mã này chiếc lá giùm em. 65kg đổ lại vừa nè. Này 67-68kg luôn. Chốt giùm em chiếc lá. Mã đó phải không? Đen đỏ đó. Đen đỏ đó. Ừ, đen đỏ cho chị Mai Mai đó. Rồi chị Mai có đen đỏ chốt em chiếc lá nha. 65kg đổ về 75.000. Bộ em bán từ hồi 11 giờ rưỡi tới giờ rồi chị. Không có lên lại được rồi chị tiền ơi. Nó cũng không có còn gì. Chốt giùm em là hồng ruốc. Chiếc lá chốt cho cô Huệ nè. Chiếc lá chốt cho Ngọc Vân. Đẹp lắm mấy chị mua mặt đại đi. Chiếc lá em có hai bông thôi, có hai bộ à, nè hai áo. Chốt giùm em màu này mà hồng ruốc 75.000 mua về mà cảm thấy nó quá mắc trả em. Mấy chị nào mà thường hay đi đám đi tiệc mua lẻ mặc là nhìn cái áo này là biết giá trị nhiêu liền à. Hàng Quảng Châu á. Chốt giùm em là hồng ruốc nè. Trời ơi, nó sang không? Nó còn ép đá ở trên này nữa nha. Cái áo nào nó cũng có ép đá ở trên chỗ cái phần ngực này hết. Chốt giùm em hồng ruốc nè. 62-63kg đổ về. Hồng ruốc chốt chị Ngọc Vân nè. Chốt giùm em mã này là mã đen. Đen hồng nha. Chốt em mà nãy có mã đen kia. Ủa nãy cái kia là cái gì? Nãy kia là đen hồng hay là đen? Chốt giùm em mã này là mã đen. Đen hồng. Đen cho cô Diệu Liên nè.
đây nha cô, đang cô Diệu Liên chốt rồi cô. Đang cho hiện Hồ Trang. Đang cho Trần Khôi. Còn cái nào không? Này nè. Ừ đúng rồi. Đang cho Trần Khôi. Cho Ngọc Vân một một cái nè. Trời ơi đẹp quá, chốt em cái áo là tím cẩm 65 kg 75.000 à. Đẹp lắm, thằng Von. May hai lớp cho mấy chế luôn. Hai lớp áo đàng hoàng. Chốt giùm em là tím cẩm nè. Đẹp quá, sang quá trời luôn. Chốt giùm em tím cẩm. Tím cẩm này mình còn không nha, tím cẩm này thấy cái bông nó lạ lắm nha. Ê tím cẩm này bông nó lạ lắm, hình như có một cái hay gì Hà Quy ơi. Vừa chị, 55kg vừa, tím cẩm chốt Ngọc Vân. Hình như có một cái tím cẩm hay gì Yến ơi. Tím cẩm hình như em có một cái hả mấy chị, nó đâu vậy trời. Nội bảy mươi ký không có xay đâu chị ơi, 70 ký em xài chập à, tính cảm em hết rồi. Trời ơi áo màu vàng luôn, đẹp quá, chốt giùm em màu vàng này khoảng 67-68 ký đổ về á. Vàng này 70 ký nè, vàng này hơi to nè mấy chị, vàng tay lửa luôn, 75.000. Đưa cái áo này đây cho chị. Vàng này có hàng không? Không có. Chốt giùm em vàng 70 ký đổ lại nè, phơm này to. Vàng này hình như em có một cái một rồi nha. Vàng này em có cái nha mấy chị. Vàng chốt Ngọc Vân nè. Vàng còn cái nào không? Kiểm kiểm cái cặp đó đi. Vàng em hết luôn rồi. Vàng có cái 57 ký vừa chị. Chốt giùm em là đỏ nha. Vàng còn cái nào không? Đâu đó đó. Rồi vàng em chốt chị Hoa Tiết nha. Chị Hoa Tiết có cái màu vàng. Chốt giùm em là đỏ. Đỏ em chốt chị Hoa Tiết luôn. Chị Hoa Tiết có cái vàng luôn nha chị. Đỏ chốt Ngọc Vân luôn. Cái đen này là cái đen da nè, hình như có cái một luôn hay gì á. Này mấy chế ơi, có cái một và 70 ký đổ lại đen da. Ê có được hai cái màu đen da này 70 ký đổ lại nha, đẹp lắm. Đừng có sợ mỏng, ở trước nó có một lớp ở trong. Tay lỡ luôn, đen da này 70 ký 75.000. Đen da cho chị Hoa Tiết nè. Đen da cho cô Trần Huệ là hết hai cái à. Đen da em có hai cái à, hết rồi. Coi trong này có không? Cái cọc này cọc gì mở ra liền luôn đi. Đá đẹp lắm. Mở ra luôn đi. Đen hết hàng rồi chị ơi. Chốt giùm em cái mã này là mã vàng nghệ nha. Đẹp quá luôn. Vàng nghệ này 70 ký lựa bông ra luôn. Vàng nghệ 70 ký giùm em. Trời ơi cái tay này dễ thương không. Vàng nghệ chốt đơn giùm em có được hai cái. Vàng này có mấy cái không? Kề đằng kia phải không? Coi coi con coi có nào có cườm trên này không?
Vàng này em có một cái một thôi. Đen da hết hàng rồi, vàng chốt cho Ngọc Vân là có cái một này hả? Dạ có chị. Chốt màu nào cũng được hết đó chị. Trời ơi, màu này mã này cam đất giùm em có cái một luôn. Cam đất sắp 2kg đổ về giùm em. Coi cái này có hàng không? Chụp cái đen đó qua đây chị. Chụp cái đen đó qua đây. Ừ. Chốt giùm em là cam đất nè. 65kg đổ về cam đất, chốt qua tiếp nè. Đẹp quá. Có cái một thôi, mấy bông này lạ. Còn một cục chưa mở ra nữa kìa. Cam đất em hết hàng, có cũng có cái một à. Trời đất ơi, chốt giùm em đen đỏ luôn má ơi, đẹp quá trời luôn. Cái này 70kg đổ về luôn. 75.000 mấy chị có tin vào sự thật không? Nói thiệt không á. Rồi chốt giùm em đen đỏ 70kg đổ về, 75.000 đẹp lắm, áo hai lớp. Lẹ lẹ lên đi. Đưa cam đó qua đây, đưa cam đó qua đây. Cam đó lạ đó. Nhanh nhanh lên đi cưng. Từ em chóng mặt lắm á, mà thật chóng mặt thì xỉu. Xỉu bây giờ. Đưa hồng nó qua đây luôn. Ừ. Rồi đưa đỏ nó qua đây luôn. Rồi đưa cam vàng nó qua đây luôn. Cái đó đó. Cái mặt cái đá vuông vuông đó rồi. Đen đỏ này chốt cô Diệu Liên nè. Rồi đen đỏ chốt cô Diệu Liên nè. Ủng hộ giùm con đi. Cái này 75kg không vừa đâu nha. Trời đất ơi, chốt giùm em cái này cái vàng đi mấy chị nha. Đen đỏ em hết rồi, có một cái một à. Chốt giùm em cái vàng này đi. Ai nói nghe nè, cái vàng này em có một cái nha Quy ơi. Nè, chốt phân kiểm màu vàng mà cái đá vuông này cho chị coi. Cái đá vuông này giùm chị đi. Ừ. Không. Coi cái đá vuông này nè. 53kg mặt hơi rộng chị. Chốt giùm em vàng. Vàng này có cái một, vàng tay lỡ nha. Tay lỡ này tay lỡ thun nè. 75.000 chốt em vàng. Vàng chốt Ngọc Vân. Trời ơi, cái hồng này ngọt quá, có cái một luôn. 65-66kg đổ về. Kệ dưới đó còn đọc nữa nè. Tao ngồi đây mà tao lịa hết. 75.000 còn đọc dưới đó luôn ra nữa. Trời ơi, hồng này 65kg đổ về giùm em. Tay nè, tay đẹp không? Chốt giùm em hồng 65kg đổ về, 75.000 đồng giá. Hai lớp luôn, chốt em hồng. Hồng cho Ngọc Vân giùm chị luôn. Chốt giùm em mã này là mã đen hồng nha. Mã này 62kg đổ về. 62kg đổ về qua hồng. Đen hồng cũng được, 62kg đổ về. 75.000 mà mua cái áo này mà không mê em quá, em không phải người ta kiếm mai mốt áo lẻ em không hạp em không bán nữa đâu. Phong thủy phong ơ rồi mấy chị. Chốt giùm em là đen hồng. 62kg đổ về, phơm này nhỏ nha, đen hồng. Đen hồng chị Tiết Huệ Kiều Liên cho số điện thoại đi chị. Đen hồng 62kg đổ về nha cô ơi. Chốt đơn giùm em mã này mã đỏ. Đỏ nha, chốt đơn giùm em 75.000 một áo Quảng Châu. Em xả lỗ cho mấy chị đó. Chốt giùm em đỏ nè. Hai lớp, ở trước là hai lớp giùm em. Mã đỏ này 62kg đủ về. Đỏ giùm em nè. Đỏ nằm đâu vậy? Đỏ cho Ngọc Vân nè. Diễm Thúy nè. Mã xanh này em có cái một à. Chốt giùm em nè. Xanh sơn thủy 70kg đổ về. Xanh sơn thủy giùm em 75.000.
Xây này xây to 70kg đổ về. Xăng cho Lê Thị Si nè. Xăng hết hàng em có cái một thôi. Đồ bộ em bán hồi trưa tới giờ lên chế phần đây. Chốt giùm em màu này màu ruốc nha. Xanh em hết hàng. Màu ruốc này giùm em 62kg đổ về, 62-63kg. Chốt giùm em là ruốc đẹp lắm, 75.000. Ruốc nó 55-56kg vừa. Ruốc cho Tuyết Huệ nè. Trời ơi, cái áo này chốt em là chiếc lá nha, 70kg đổ về, xây to. Chiếc lá dùm em tay lỡ, là đa phần tay lỡ nó như vậy là xây to không. Chốt dùm em là chiếc lá. Lá chốt chị Diễm Thúy. Xanh cho Ngọc Vân, xanh Ngọc Vân còn nha Ngọc Vân ơi. Xanh cho Ngọc Vân. Chiếc lá em hết hàng rồi, chiếc lá em hết hàng, 55kg em đang like nè chị, 55kg là mặt vô tư nha. Chiếc lá em hết rồi. Màu cam này chốt giùm em 70kg quay về. Chốt kìa kiểm chị mã cam này ơi. Cam chữ Y với chữ trái tim nè. Cam bên này. Y với trái tim chụp qua bên. Nè nè, cái mã này nè. Ừ. Chốt giùm em là cam 70kg đổ về, tay lỡ luôn, tay lỡ thun. Cam cho chị Diễm Thúy nè. Cam này có 2 cái thôi nè. Chốt cam, cam cho Ngọc Vân nữa là hết. Có 2 cái cam thôi. Xanh Dương em đang mặc, chị nào lấy báo em luôn. Xanh Dương em đang mặc 62-63kg đổ về. Xả đỏ 62kg đựng xả nha chị. Tại vì hàng này em không có hàng bán nha. Xả tùm lum em không có bán được người khác đó chị ơi. Cam em hết hàng rồi, chốt giùm em là Xanh Dương. Xanh Dương này em có size 62kg đổ lại. Tại vì có nhiều khi có cái một vậy mấy chị hốt rồi lát mấy chị xả mắc công em bán lại cái khác nha. Và mà nào xả đồ hoài là em ghim á. Rồi chốt giùm em là Xanh Dương 62kg đổ về. Bông này cũng lạ nè. Hình như cái này có cái một rồi đúng không? Rồi đó cô ơi, chốt giùm em mã này là mã da. Trời ơi đẹp chưa. Mã da này 70kg nha. Tay lỡ là phân to không. Da 70kg đổ lại giùm em. Da chốt giùm em da 75.000. Chốt giùm em hồng 70kg đổ lại, tay lỡ là phân to. Chốt giùm em là hồng 70kg đổ lại. Da cho Tuyết Huệ nè. Hết da. Chốt giùm em mã này là mã hồng tươi. Chốt giùm em mã hồng tươi nha, 75.000 áo. Hồng tươi là 70kg đổ lại. Hồng tươi. Hồng tươi chốt đơn giùm em. Chốt giùm em mã xăm này 70kg đổ về, 75.000 một áo, ship từ 2 áo và tiền ship là 30.000 cho một đơn hàng. Chốt em là Xanh Lý. Chốt giùm em là đỏ. Mã này mã đỏ, chốt đơn giùm em. Xanh Lý chốt ngoại na. Chốt giùm em là mã đỏ này, 62kg đổ về. Mã đỏ và mã cam.
75.000, trời ơi nó rẻ thúi luôn. Cam này 65kg đổ về giùm em, cam tay lỡ nha. Cam tay lỡ chốt đơn giùm em 65kg đổ về. Con bộ mà con cái áo màu đen này mọi người. Trời ơi, đẹp quá. Đen vàng giùm em. Ép nguyên một vàng đá mấy chị thấy không? Nguyên vàng đá đẹp không? Nè. Chốt giùm em là mã đen vàng này 65kg, 75.000 đồng giá tất cả các áo, tay dài tay ngắn gì cũng vậy. Chốt em đen vàng. Cái xanh này hình như có một cái luôn. Dạ không chị, em sắp xuống like rồi chị ơi. Đỏ chốt chị Diễm Trần. Chốt giùm em cái xanh lá này 70kg quay đầu, một cái một. Đẹp lắm. Xanh lá 70kg quay đầu, một cái duy nhất. Xanh chốt Diễm Thúy. Xanh hết hàng rồi, có cái một. Đen trên đùi này của em là đen hồng. Chốt giùm em là mã này là mã da nè. Chốt giùm em là da 62kg đổ về. Da nha mấy chị, 75.000 con mà đẹp lắm. Con là Quảng Châu á. Áo hai lớp là xanh lá hết hàng rồi chị, đừng cho số điện thoại nha, chị nào chốt được hả cho. Chốt đơn giùm em là da. Mã này mã đen 65kg đổ về, tay lỡ, chốt em đen. Chị Lê thì dội ơi, chị cho em lại số điện thoại đi chị. Chị mua hàng gọi cho số điện thoại mà cho cũng lộn, nó gọi toàn là báo nhầm số không là sao tờ. Chốt đơn giùm em là đen hồng. Đen hồng tay lỡ, chúc chị Hồng Tuấn nè. Màu này màu ruốc. Đơn chị màu vàng bánh đó. Đen hồng em hết. Màu khác. Chốt đơn giùm em màu này là màu vàng nghệ. Trời, mặc mấy màu sáng sáng hay sang lắm đó chị. Vàng nghệ này em có 82kg đổ về nha. Vàng nghệ 62kg đổ về, 57-58kg mặc đẹp luôn á. Đen hồng chốt đơn giùm em. Ủa lộn lộn, mã này mã vàng. Chốt đơn giùm em là vàng. Em đang mặc là xanh dương. Hết hàng rồi. Vô cái mặt nó ngứa, tóc nó dính vô quá. Chốt giùm em mã này mã xanh lá. Ai biết chồng chị rồi, chị chồng chị nó câm nó gọi cưng. Vàng nghệ em chốt chị Tiết Huệ nè. Chốt giùm em mã này là mã xanh lá nè. Xanh lá này đẹp. Xanh lá nha, 75. Mua đây mai mốt ủng hộ em nữa. Em bán hết. Ủa mình cũng đâu còn nhiêu, còn chuyện cam áo nè. Đưa chị cái màu cam nó nữa xuống đây. Công nhận 75.000 nhận hàng đi, hú hồn luôn. Chốt em màu cam nè, 75.000. 62kg đổ về. Công nhận đẹp thiệt ha. Ngoại đẹp mà bông nó đẹp. Bận luôn. Sang. Cái mày bận già. Rồi em xuống like nha mấy chị ơi. Em xuống. Giờ là em bán luôn rồi đó. Mai mốt gì là bán luôn rồi đó nha mấy chị. Em xuống like nha. Mời đơn hàng em mới gửi được nha mấy chị ơi.